chưa gì mới vô cái mạng yếu rồi. Chơi gì kỳ vậy? Nó vô cái nó mạng yếu là sao? Con ơi vô rồi, vô rồi. Chia sẻ nào. Ơi chị vô rồi. Đâu, tôi thấy mà bóng nào đâu. Enter lên điện thoại tới đi, enter. Đúng rồi, nó đó. Con điện cái đó đó. Ông kia. Ông kia. Chào Tâm Hồng nha. Con muốn tồn tại ở trong nhà này thôi. Ngon cái to lên. Ông kia. To lên. Ông kia. To lên lên. Chào chị Nguyễn Ngọc Diệp. Chào Mi Trần, chào Hoàng Kiết, chào Tâm Hồn nha. Mi Trần ơi thứ hai em gửi hàng cho Mi Trần. Ông ơi Hoàng Kiết ơi thứ hai em gửi hàng cho Hoàng Kiết nha. Hôm nay sẽ có bông tai xinh đẹp cho Hoàng Kiết. Rồi mấy chị ơi. Ôi chị ơi xin lỗi lên. Cảm ơn Hoàng Kiết. Hai hai đi mấy chị ơi. Chị nào lên rồi chị à, chào em đi mấy chị ơi. Chị nào lên rồi chào em đi. Hai. Chào lên con à, thấy cô ấy vui kìa. Chia sẻ live stream giúp em nha mấy chị. Ngồi mày nhà mắt cũng mắc ngồi với tính rồi sao. Chào chào LC nè, chào Sơn Mút nè, chào chị Thi Hoàng ha. Mấy chị ơi, chị nào mà chia sẻ live stream giúp em rồi điểm, nhớ điểm danh liền cho em là đã chia sẻ nha, để em tặng quà mấy chị nè. Alo, dạ xin hỏi số điện thoại của chị Trúc Liên đúng không ạ? Chết hết bên rồi. Đã chia sẻ, đã chia sẻ. Đồ em hôm bữa gửi cho chị Nhi Nhi. Nhi Nhi ơi, Nhi Nhi có nhân viên gọi rồi là gửi rồi nha Nhi Nhi. Còn nhân viên chị mà chưa gọi chốt thì chưa có đi ha. Chị Hoàng Kiết đã chia sẻ nè. Hello anh Nguyên, anh Nguyên vô chia sẻ cho chế đi. Chị nào lên rồi chấm chấm và chia sẻ giúp em ha, để em biết nha chị ơi. Yeah. Chị nào lên rồi nhớ chấm chấm và chia sẻ live stream giúp em nhé. Yeah. Nhu nha. Chị nào lên rồi nhớ chấm và chia sẻ live stream giúp em liền, em tặng quà mấy chị đây, quà đầu like của mấy chị đây. Quà của mấy chị đi ha, một cái đầm len xinh đẹp đi. Thôi, tặng cái đầm cô Tâm xinh đẹp này đi ha. Đây nha mấy chị, cực kỳ cưng luôn. Tạo một cái đầm cô tông cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi. Ship tình bao nhiêu chị? Ủa Nhi Eli sao lần nào chị live stream em cũng vô hỏi có một câu vậy? Đặt hàng vậy rồi mọi có một câu ship tình bao nhiêu? VN Boss họ thu nha Nhi ơi. Chị không có thu nha, VN Boss họ thu à, tại vì chị không có ship đồng giá. Mà là ship cho ví dụ như nhẹ thì ít tiền, mà nặng thì mắc hơn một chút xíu. VN Boss nó sẽ tính ha. Nếu chị không có thu tiền, không có thu đồng giá, nếu có thu đồng giá chị sẽ biết là bao nhiêu. Nhưng mà chị không có thu đồng giá nha. Chị ơi, có bán kem phay không chị? Có nhau anh ơi, kem phay chị đang xài nè. Phay chị đang xài á, phay đêm và phay ngày nha, chị đang xài combo phay đêm và ngày. Đó, dường trắng chuyên sâu ha, dành cho chế nào da không bị nám tàn nhang. Chị lội cho lông to với lại không đều màu á, thì mình xài combo phay này ha. Còn chị nào mà không muốn xài phay ngày thì mình xài phay đêm không là ok rồi nha mấy chị nha. Ủa sao mở một kem là hộp nào trong phòng gì à? Kem em đổ hết rồi. Em muốn cái ruột, em muốn cái ruột trong nữa. Ruột đổ hết rồi sao còn bỏ không vậy? Hả? Ruột đâu rồi? Đây, em lên like nè mấy chị. Xe like mấy chị ơi, xe mạnh tay cho xe mạnh tay chuẩn bị tặng đồng không mấy chị ha. Xe mạnh tay giúp em nha. Xe mạnh tay này chuẩn bị chơi game nha. Ờ mấy chị chia sẻ mạnh tay lên cho em lên 150 view đi mấy chị. Lên 150 view đầu tiên nhé. Chia sẻ bàn tay cho em lên 150 view đầu tiên ha. Đó là em tặng cái đầm đau mặt nha mấy chị. Em bị nám tàn nhang, xài loại nào chị xài nám tàn nhang nha. Nha chị Oanh ơi, chị Oanh xài nám tàn nhang giúp em nha. Nám tàn nhang. Đây, anh cho em loại nám bên kia đi anh. Baby cho loại nám bên đó đi baby. Có. Cái bàn anh á, muốn xài xong hả? Đó, cái cục tròn tròn đen đen đó. Cái này một là loại nám. Cái này gọi là nám. Ừ, cái đó là ruột nám đó. Thầy em chụp cho. Ghê, đẳng cấp. Đây nha mấy chị, đây là kem nám nha. Cái này nó không phải là xài bong chóc da,
mà là nó xài mấy chị xài nám này á là nó sẽ ngấm vào trong da là nó thay đổi sắc tố da bên trong nha mấy chị nhá, cho nên nó không có ảnh hưởng gì tới da hết, như là bầu mồn da hay là không có bong chóc da ha. Loại này em xài của vô tư luôn ha, em mới lấy cái này trang điểm này mấy chị, mới quẹt miếng trang điểm lên like á cho nó trắng trắng xinh xinh nha. Đây nha, cái này là 295 mấy chị ha. Bảo nhờ quẹt như vậy mới xinh chứ không xấu lắm. À nhiều quẹt vậy nó mới xinh không mới xấu lắm. Anh Giang nói vậy á. Rồi, em tặng quà nha mấy chị ơi. Ê, hai vợ chồng kia. Hai vợ chồng kia. Tới đây lên like. Rồi, lên nha mấy chị. Chị ơi. Có cam kem nấm à, rồi mới nói xong đúng không anh? Kem nấm nhẹ thì xài loại đó giùm em nha. Xài được khoảng 3 tháng á. Rồi, gần lên 150 view rồi mấy chị ơi. Nay lên không? Tắt tên hả? À Giang tắt tên cho em đi Giang. Giang tắt tên mời mấy chị đi. Hello phê bé. Hôm nay em không có nhận được thông báo mấy chị ơi, kể chuyện khổ tâm một xíu là dạo này Facebook nó không có cho em thông báo. Xài ban ngày được nha anh ơi, có thành phần chống nắng luôn. Vừa xài ngày vừa xài đêm ha. Nó có thành phần chống nắng luôn nha. Rồi em tặng lên mấy chị ơi, cái đầm cô tông có túi luôn nha. Đầm cô tông có túi luôn nha mấy chị. Đây túi hai bên như vậy luôn ha, rất là sâu và đẹp nha. Rồi em tặng lên mấy chị ơi, lên 150 view rồi em đọc mà tặng nha. Comment cho em mà của nó là mà. Hôm nay đẹp trời, kèm xin thấy với em nha. Mà có dấu đầy đủ mấy chị ha, hôm nay đẹp trời. Nhớ nhớ giùm em là hôm nay đẹp trời là 4 chữ ha, có dấu đầy đủ cho em. Kèm số điện thoại mấy chị ha. Chế nào comment lên nhanh nhất tặng luôn nha. Chế nào comment nhanh nhất em tặng luôn ha. Rồi hôm nay là game viết chữ cho nên nó hơi lâu nên sẽ tặng cho chế nào comment nhanh nhất nha. Hôm nay đẹp trời, kèm số điện thoại đầy đủ giúp em. Hôm nay đẹp trời. Dạo này không thấy thông báo nào, đúng rồi, dạo này không thấy thông báo. Ôi bà mi trần mà chắc là nhanh như bà. Hôm nay đẹp trời. Chắc là nhanh như vậy. Mạng tốt, mạng rồi tốt. Hiền, hôm nay đẹp trời. Đinh Trang hôm nay đẹp trời. Kèm số điện thoại đầy đủ nè. Rồi, người comment nhanh nhất là Mi Trần ha. Kiểm tra chia sẻ Mi Trần giúp em nghe, đã chia sẻ trang cá nhân 2 lần chưa? Nhớ là chơi game là chia sẻ trang cá nhân ít nhất 2 lần giúp em. Và 3 lần hội nhóm là ít nhất mấy chị nha. 2 lần trang cá nhân và 3 lần hội nhóm ha. Kiểm tra giúp em Mi Trần đã chia sẻ trang cá nhân chưa ha. Nhớ là chia sẻ trang cá nhân cho em 2 lần nha. Tặng cho Mi Trần đầu tiên nè, anh ơi, kiểm tra Mi Trần giúp em nè. Trời, Mi Trần tặng cho Mi Trần. Sao vậy anh? Đang nhắn tin dài à? Được rồi, nhắn được rồi. Chốt hàng cho em. Nào Mi Trần, tặng cho Mi Trần. Mi Trần chia sẻ rồi hả? Ok, Mi Trần là làm đầy đủ cú pháp nên chia sẻ 2 lần trang cá nhân nha. Và là chia sẻ hội nhóm nha chị nha. Chị nào tiếp tục chia sẻ em tặng quà tiếp mấy chị ơi, tặng thêm một món quà nữa nha mấy chị. Dành cho chế nào chia sẻ ha mấy chị ha. Đây, em tặng thêm em đầm, thêm một em đầm nữa nha mấy chị nha. Tặng thêm một em đầm xinh xắn đáng yêu nữa ha. Đây, rất là dễ thương luôn. Đó, tặng luôn em này nha các tình yêu. Em chơi rất là sộp luôn á mấy chị. Đầu like tặng hai cái đầm siêu chất luôn nha mấy chị nha. À, chỉ cần mấy chế chia sẻ livestream cho em là ok rồi nha. Rồi, em chuẩn bị đọc mã nè. Em chuẩn bị đọc mã tặng cái đầm thứ hai nha mấy chị. Xăng nào, đúng rồi, lên xăng nào. Chia sẻ nhiệt tình xăng đồ đẹp nào mấy chị ơi. Rồi, comment cho em, chuẩn bị comment cho em một chỗ cái đầm đẹp quá. Cái đầm quá đẹp luôn. Anh Giang tác rất là nhiều người vô luôn á mấy chị. Đó, cho nên chị nào mà không được nhận thông báo mà được tác vô, được nhắc vô thì nhớ vô livestream ha. Rồi em đọc mã tặng cái thứ hai này, nhớ là chia sẻ livestream ít nhất 2 lần giúp em nha. Và chia sẻ hội nhóm cho em ít nhất 3 lần nha mấy chị nha. Chia sẻ livestream 2 lần lên trang cá nhân và 3 lần hội nhóm giúp em hay là ít nhất tối thiểu mấy chị ha, tối thiểu nha. Chào chị Phụng Nguyễn Kim, chào Bèo Tây ha. Để em kiểm tra chia sẻ coi. Trời ơi, mới có 104 lượt chia sẻ mấy chị ơi. Mấy chị không chia sẻ cho em hả? Chia sẻ mạnh tay giúp em đi mấy chị. Chia sẻ mạnh tay đi nào. Mọi người chia sẻ cho em 3-4-5 lần gì đó đi ha. Tại vì chia sẻ dễ mà. Chia sẻ ít nhất 2 lần cho cá nhân cho em nha. Để mình nhận quà mấy chị ha. Tuyết Ngân có dùng không em? Chắc chắn là có rồi chết. Có đầm nào cho người 40kg không chị? Chắc chắn là có rồi nha chị Ni ơi. Rồi, mấy chị chia sẻ mạnh tay giúp em đi mấy chị ơi. Mới ít lượt chia sẻ quá, mới có 100. Rồi bây giờ lên được thêm 10 người chia sẻ nữa là 114 người.
Trời ơi, 114 người là không có livestream được đâu mấy chị ơi. Chị nào chưa chia sẻ livestream giúp em, chia sẻ liền giúp em ha. Chưa chia sẻ livestream, chia sẻ với hội nhóm ngay và luôn giúp em nha mấy chị ơi. Chia sẻ mạnh tay nha. Chia sẻ mạnh tay giúp em nha. Chia sẻ nhiệt tình nha mấy chị. Lạc lối vô. Ok, bèo tay là táp lạc lối vô nè. Nay lên lộn xộn đi. Có lên lộn xộn luôn nha người đẹp ơi. Rồi nhưng mà phải chia sẻ nhiều em mới lên đồ được. Mới chia sẻ ít quá làm sao mà tặng quà được đây mà cũng không lên đồ được luôn. Trời ơi, chia sẻ hôm nay chia sẻ kém quá. Hôm nay chia sẻ ít quá mấy chị ơi. Thương em chia sẻ nhiều vô nha. Mấy chị thương em chia sẻ nhiều vô. Muốn em lên đồ thật nhanh mấy chị cũng chia sẻ nhiều vô nha. Em chia sẻ rồi, ok Trần Quỳnh. Rồi em tặng nè mấy chị. Tặng nè mấy chị ơi. Đó, quà rất là đẹp luôn cho nên mấy chị đừng có tiếc quà tặng, đừng có ngại nhận đồ quà tặng nha. Rồi em đọc mã nè, comment mã 100 kèm số điện thoại cho em chỉ tặng cho chế nào xe livestream nữa ha. Mã 100 kèm số điện thoại giúp em, tặng cho chế nào xe livestream nè. Nhớ là xe livestream ít nhất 2 lần trang cá nhân và 3 lần hội nhóm giúp em nha. 2 lần trang cá nhân và 3 lần hội nhóm. 2 lần trang cá nhân, 3 lần hội nhóm giúp em. Mã 100 kèm số điện thoại đầy đủ. Mà 100 kèm số điện thoại đầy đủ. Tặng cho người comment lên thứ 10 nha. Tặng cho người comment lên thứ 10. Comment lên thứ 10 cho em 3 100 kèm số điện thoại đầy đủ mấy chị ha. Tặng cho người comment lên thứ 10 nha. Tặng cho người comment lên thứ 10 mấy chị ha. Mà 100 kèm số điện thoại đầy đủ cho em. Tặng cho người comment thứ 10 này. Em đếm nha, chị bắt đầu đếm nha. 100 người thứ 10 đúng không? Mi Hạnh Nguyên 1, Hoàng Kiết 2, Tôm Hùm 3, Hiền 4, Đinh Trang 5, Mai Trang 6, Hoàng Kiếp 7, Mi Trần 8, Ý Nga Trường 9 và chị Thủy Thủy. Ủa Thủy Thủy hồi tối có nhận được quà không? Chưa nhận được quà hả? Thủy Thủy là người comment thứ 10 ha. Thủy Thủy là người comment thứ 10. Thủy Thủy là người comment thứ 10 nè. Kiểm tra Thủy Thủy giúp em. Ấn vô Thủy Thủy giúp chị gốc. Ấn vô Thủy Thủy, có Thủy Thủy chia sẻ chưa? Thủy Thủy ha. Thủy Thủy là người comment thứ 10 nè. Ghi tên Thủy Thủy giúp em. Thủy Thủy. Thủy Thủy. Chụp em cái bút nha. Chụp em cái bút. Thủy Thủy chưa chia sẻ. Thủy Thủy chưa chia sẻ hả? Thủy Thủy chưa chia sẻ trang cá nhân nha. Chưa chia sẻ trang cá nhân. Hôm qua bị một lần, hôm nay bị một lần nữa. Cả hai lần đều không được nhận. Vậy là món quà tiếp theo tặng cho Mi Tây. Kiểm tra Mi Tây cho chị luôn. Kiểm tra Mi Tây. Thủy Thủy chưa chia sẻ trang cá nhân nha. Không được nhận quà. Tặng cho Mi Tây nha. Em tặng cho Mi Tây. Mi Tây. Kiểm tra Mi Tây ha. Mi Tây mà chưa chia sẻ là nghỉ. Tặng quà cho Mi Tây luôn nha. Rồi Mi Tây này. Kiểm tra Mi Tây cho chị luôn. Mi Tây 542. Mi Tây đã chia sẻ một phút trước. Mi Tây đã chia sẻ rồi ha. Rồi tặng cho Mi Tây nè. Chị Mi Tây đã chia sẻ rồi nha mấy chị ơi. Tặng cho Mi Tây nha. Tặng cho Mi Tây. Rồi em lên đồ nha mấy chị yêu ơi. Lên đồ nha. Lên đồ luôn. Em sẽ siêu rẻ đồ like dành cho chế nào chia sẻ livestream nha mấy chị. Siêu rẻ đồ like dành cho chế nào chia sẻ livestream luôn nè. Rồi em đầm. Một em form máu to vú quần nha mấy chị. Một em form vú quần màu xanh lá rất là dễ thương. Comment cho em mã 1 50k mấy chị ha. Siêu rẻ luôn. Siêu rẻ đồ like với giá 50k. Một em áo này nam mang được, nữ mang được. Cái áo này anh Giang mang vừa luôn mấy chị nha. 1m88 cân mang vừa luôn ha. Em này em form vú quần cho nên chị nào mua cho ông xã ok luôn nha mấy chị. Mua ông xã ok luôn. 50k. Chất dày dặn cô tông đẹp cực kỳ. Comment mã 1 giúp em nha. Mã 1 50k các tình yêu ơi. Comment mã 1 cho em. Mã 1 50k. Mã 1 50k cho em. Mã 1 50k giúp em ha. Comment mã 1 liền tay nha mấy chị. Comment mã 1 liền tay cho em. 50k mã 1. Mã 1 50k. Em xin nhắc lại các chốt hàng mấy chị ha. Khách mới vui lòng cho em số điện thoại đầy đủ kèm mã hàng. Khách cũ vui lòng cho em 3 số đuôi kèm mã hàng mấy chị nha. Mã 1 cho bảy yêu ha. Bảy yêu xe. Cái này Giang có rồi mà Giang chốt làm gì nữa. Mã 1 cho yêu xe lê nha. Mã 1 cho yêu xe lê. Mã 1 cho yêu xe lê 50k ha. Rồi chị nào lấy 1 comment 1 lên nữa cho em ha. Mã 1 giúp em nha. Chống nhiệt tình quá. Rồi tiếp nha mấy chị. Mùa em đầm rất là dễ thương, màu cam đất rất là cưng. Cái này em đang xả đơn 11 siêu rẻ cho mấy chị ha. Cái gì?
sạc pin em lại thấp dưới 20%. Buổi tối có sạc pin mà. Út cầm pin nha chị Út. Cầm pin nha chị. Rồi màu này. Màu này nha, chị nào ứng màu này comment. Rồi đầu tối không bật cái nút kia đúng không? Rồi, chị nào lấy màu này comment mà cam giúp em. Không bật cái nút cao, nút nguồn á. Mà cam giúp em nha chị, comment mà cam giúp em. Mà cam 90k em sale cho mấy chị 80k luôn ha. Sale đồ like giá rẻ ha mấy chị. Xả đơn 11 nha, đơn 11 với đơn không bắt máy mấy chị ha. Rồi, chị nào ứng màu này comment mà cam giúp em này, mà cam. Mà cam 80k cho em luôn. Đầm cua tôm, đầm thun cực xịn nha mấy chị, đầm thun cực xịn. Rồi comment mà cam giúp em. Mì Úc làm việc đi em. Cam cho Đinh Trang 790. Khách mới cam. Hả ta? Đinh Trang này khách mới hả ta? Đinh Trang hả? Đinh Trang giống hồi tuổi chốt hàng vậy. Thôi Đinh Trang thì hồi tuổi chốt hàng có Đinh Trang đâu. Vậy hả? Đinh Trang ơi, chị khách mới khách cũ vậy. Chị ơi, khách cũ á thì cho em 3 số đuôi, còn khách mới á thì cho em là số điện thoại đầy đủ chị nha, đừng có nhầm nha. Chị khách mới mà cho em 3 số đuôi là em không có gọi chốt hàng được đâu. Chị nhớ giùm em nha. Đinh Trang khách hàng được rồi. Thì tối có chốt hàng rồi đó. Tối có chốt hàng đúng không? Ok. Rồi, tiếp nha mấy chị. Tiếp nha. Sale rẻ cho mấy chị đầu like ha. Ok, Vinh Trang mua rồi. Nhiều lần. Rồi, tiếp nha mấy chị. Ok, cho Vinh Trang nha. Rồi, bộ này ha. Bộ này nha các tình yêu. Quần. Đây là một cái chân váy nha mấy chị. Một cái chân váy này hoa. Bộ này bộ hoa nha mấy chị. Comment mà xích hoa cho em sale rẻ đầu like luôn. Sao rẻ đầu like luôn ha. Comment cho em mã số 5. Mã số 5 80k cái set này luôn nha. Mã 5 80k cái set này. Sao rẻ đầu like nha. Rồi comment mã 5 giúp em. Mã 5 1m6 54 cân đổ về ha mấy chị. 254 cân đổ về. Comment mã 5 giúp em. Mã 5 54 cân đổ về. Mã 5 nha. Mã 5 comment mã 5 giúp em. 5 chốt cho mi trồng một chiếc này 80k này. Đầm em mặc còn nha chị. Đầm em mặc em chưa bán nha. Bữa hôm có gửi cái đầm đen 130k cho em không chị? Chị Diễm gọi không gọi, cứ gọi không nghe máy nè chị ơi. Chị Diễm gọi không nghe máy. Gọi quá trời quá đất không nghe máy này, cho anh lại số điện thoại nào gọi được cho em đi nha chị Diễm ơi. Mã hoa. Mã số 5 cho Diễm Phạm Kiều 5. Ơi, mã 5. Rồi 5 cho chị Diễm Phạm Kiều một chiếc với lại chị Mi chờ một chiếc nha. Có không? Cái tiếng trần thì nào? Không hết rồi. Có 2 chiếc à. Rồi. Có 2 chiếc không chút cho Giang Phạm. Giang Phạm im đi. Giang Phạm vắng đi. Giang Phạm sẽ đến ngồi chút hàng cho em. Ai hỏi cái gì em mặc kìa, bán cho em đi kìa. Cái em mặc hả? Ờ cái em mặc Nguyễn Ngọc mặc vừa. Ngọc lấy đầm chế mặc hả? Ngọc mở hàng cho chế là bán hàng phải đắt hàng nha Ngọc nha. Bán không đắt hàng bữa sau cũng cho mở hàng nữa nha bà. Xin có đồ nam không em? À, không nha anh ơi, đồ nam thì mai mốt khi nào em like này em mới bán nha. Cái bọn em like là chỉ có đồ nữ thôi. Xếp lên nha mấy chị ơi, xếp lên nha. Xếp lên 120 luôn á mấy chị. Đó, nhà em sale xếp lên bao giờ cũng rẻ. 95k luôn. Xếp lên này 95k luôn. Sale rẻ đồ like luôn. Rồi comment liền cho em mã của nó là mã số 10. Chốt mã 10 giúp em kèm số điện thoại ha. Mã 10 giúp em kèm số điện thoại một xếp lên như thế này mấy chị ha. Chốt mã 10 giúp em nè. Mã 10 kèm số điện thoại giúp em. Mã 10 nha. Mã 10, comment 10 kèm số điện thoại giúp em nha. Chỗ đẹp quá. 58 cân đổ về ok luôn ha. 58 cân đổ về ok luôn. Từ từ, chốt em mặc cho bé nào rồi? Cho bé Ngọc rồi hả? Rồi, mã 10 giúp em. Đầm em mà chốt cho bé Ngọc và Nguyễn Ngọc rồi em hết rồi nha chị ơi. Đầm mặc chốt cho Nguyễn Ngọc. Đầm mặc màu caro đen hả mấy chị ha? Đầm em mặc giá của nó là 101 nha mấy chị. Giá 101 nha. Đây, đầm mặc giá 101 cho các tình yêu ơi. Đây ha. Đầm cực xịn cực chất luôn mấy chị. Mặc đẹp giả mang. Thật sự phải dùng một từ là nó đẹp giả mang luôn đó mấy chị. Mặc hả? Nó thích. Ôi là nó thích mấy chị đi làm đi chơi, đi đâu cũng được. Rất là dễ thương luôn ha. Đó, cực kỳ cân nhìn cái tay của nó này. Tầm 1m6 52 cân đổ về mấy chị nha. 1m6 không 52 cân đổ về là được, không cần 1m6 đâu. Tại vì cái này nó có tăng giảm đó mấy chị. Mấy chị cột eo á, cột nơ á, nó tăng giảm được ha. Ví dụ eo mình nhỏ mình cột chặt vô. Còn chế nào eo mình to á thì mình nới ra ha, nới ra là ok luôn. Đó, rồi, chị nào lấy cái caro màu đen này comment cho em mã số 12 đi, chốt 12 giúp em. Chốt mã 12 nha mấy chị. Mã 12 giúp em đi, caro đen mã 12 nha. Chốt mã 12 giúp em. Mã 10 có 10 chốt rồi hả? Mã 10. Ok Ngọc, cái lấy này mã 10 cho chị. Mã số 10 cho sen bông lê nè. Mã 10 cho sen bông lê. Anh đằng sau lưng anh. Sao không có ai chốt hàng cho em nhỉ?
thì kêu hai anh em ngồi máy tính thì nói về kỳ bà không một anh thôi còn làm anh... sao mà làm sao mà lúc lại rồi 12 1.1 cho chị Bích Vân không ta, 12 cho Bích Vân, 12 cho Bích Vân ha. Bích Vân 12. Cái này bao nhiêu? Cái này nhiều. Dạ cái đó 95 em có ghi giá rồi đó. 12 cho Bích Vân với 452 nè. Bích Vân 452 ha. Bích Vân 452. Caro xanh cho Ngọc. Caro xanh cho bé Ngọc luôn. Trời ơi. Gì đâu mà đầm bán mà toàn biết từ thuê bao. Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc không mà phải xả ra không mà mấy chị ơi. Đây ha. À, chế. Rồi. Có nên từ có chế. Chế chi diễm cho em lại số điện thoại nha. Cái gì chú em tí xem lại và chút đơn đời thứ hai em đi hàng nha. Chế chi diễm nha. Rồi chị nói màu này. Chị nói màu này yêu 74 nha chị nha. Yêu 74 một mét 6 khoảng 52 cân đổ về. Mét 6 52 cân đổ về comment liền cho em mã của nó là mã số 9. Mã số 9 mấy chị ơi 150 hay em sale cho mấy chị 140 nha. 140k. Có mức ngực dày lắm mấy chị, dày dặn đẹp cực kỳ. Có tầng luôn mấy chị ha, tầng rất là xinh và có quần luôn nha mấy chị. Có quần luôn 1m6 52 cân đổ về ok. Rất là dễ thương ha. Mẫu này chị nào lấy chốt liền cho em nha mấy chị, chốt liền mã số cho em nè. Nhớ mã gì không? Úc, mã gì? Mã là số. Mã gì Úc? Chốt hàng không biết mã gì? À. Mã PUBG. Mã gì? PUBG. Comment mã liền em. Mấy chị comment mã nu cũng được nha. Tạm thời em nhớ em quên mất mã số rồi. Mấy chị comment mã nu cũng được nha. Chúc mã nu cho em. Sao có vẻ lọt. Dạ thôi. Ban ngày like có vẻ lọt quá. Dạ thôi à. Rồi mã nu giúp em ha. Dạ luôn. Chúc mã nu giúp em. Chúc mã nu ha. Rồi. Có đầm len không chế, có đầm len nha, Thúy Anh Trần Thị. Ok, Thúy Anh Trần Thị chốt chung đơn với của Nga Trần nha, ok anh thấy rồi nè, cảm ơn em nha, để có gì anh nói lại nha. Nô chốt cho Mi Trần ha. Rồi em áo xinh xắn này nha mấy chị, em áo màu nâu xinh xắn này nha, sơ mi rất là đẹp luôn. Chị nơ màu này chốt liền cho em mà, có nó mà 33, chốt mà 33 cho em sale đồ like với giá rẻ mấy chị ha. Màu này giá của nó là 75k, sale luôn cho mấy chị giá 50k. Chị nó lấy chốt mà 50 cho em luôn nè. Mà nâu 50. Chốt mà nâu 50 giúp em. Mà nâu 50 mấy chị ha. Chốt nâu 50k giúp em. Úi bà tắt loa đi. Mà nâu 50 giúp em nha. Mà lâu 50k nè. Đúng rồi. Rồi nâu 50k giúp em. Nâu 50k giúp em ha. Nâu 55k giúp em mấy chị ơi. Mấy chị xem bàn tay giúp em nhé. Hai anh kia, cái hai người bé đẹp tác không có được quả hết á. Úc, chị cho Úc quăng cái điện thoại đầu tiên ngay lập tức. Rồi màu xinh này nha mấy chị, đẹp cực kỳ ha. Đừng có để chị nổi cấu. Còn ai đi xuống dưới đấy, hai cái kia chưa chốt được qua. Nâu 50k là của ai đó? Cái nào phải làm chưa chốt? Em đưa mặt nó lên đây được á. Rồi màu này yêu 72 mấy chị nha, yêu 72. Yêu 72 giúp em nha mấy chị. 1m6 50 cân. Chị nơ màu này. Rồi ghim giá giúp em đi nha. 99.000. 99.000 một cái đầm, một cái sản phẩm ha. Hai sản phẩm 85k mấy chị nha. 99.000 một sản phẩm, hai sản phẩm 85k nha mấy chị nha. 99 một sản phẩm, hai sản phẩm 80, hai sản phẩm 95k. Rồi, em đầm này giá chỉ có 99.000 thôi. Mới chị mua được hai sản phẩm được giá tặng 95k luôn chị nhé. Chị Quách Lệ lấy cái mã nâu, cái đầm cái nâu 50k thôi chị Quách Lệ ơi. Rồi comment liền giúp em. Em ghim giá lại nhóm chị. Mấy chị ơi thấy được giá chưa? Vậy em mặc hết rồi nha mấy chị ơi. Vậy mặc hết mấy chị ha, vậy em cầm nha mấy chị comment cho em mã số 6 nè. Chốt mã 6 giúp em. Mã 6 giúp em nha mấy chị yêu ơi. Có bình được không nha? Chốt mà 6 giúp em nha, mà 6, của nó rồi. Nè. Thay bên vô. Mà 6 kèm xin thoại giúp em nha, mà 6 giúp em. Mấy chị ơi, share like chim mạnh tay giúp em nha mấy chị ơi. Share like mạnh tay nha, chốt mà 6 giúp em 99.000 nè. Mà 6 có đẹp luôn á. Không đồng hồ em không về lại ha. Đồng hồ em hết về rồi nha.
Mấy gì đó má? Thấy nè, ok. Mà 6. Mà 6 giúp em. Chị Sanh Nguyên ơi chốt mã đúng mã giúp em đi chị Sanh Nguyên ơi. Sanh Nguyên chốt đúng mã giúp kìa. Em ha. Rồi 6 cho chị Sanh Nguyên này. 6 cho Sanh Nguyên này. 6 cho Sanh Nguyên nha. 6 cho Sanh Nguyên. À em mặc cái mặc hết rồi nha mấy chị ơi. Cái xe nó mặc hết rồi nha mấy chị. Đẹp quá mấy chị ơi. Trời ơi chất đẹp lừ luôn á, đằng sau là cái dây khóa luôn nha. Chất đẹp giả mang luôn á. Cực kỳ xinh nhá. Rồi chị đã ân mẫu này chốt mã 2 cho em này, mã 2 giúp em. Mã 2 1m6 khoảng 52 cân đổ về mấy chị ha. 52 1m6 chốt mã 2 giúp em. Rồi mã 2 cái tình yêu ơi chốt mã 2 giúp em ha. Chốt mã 2 giúp em. Bố hết chỗ ít tay chơi này. Ốc kéo cái mặt, kéo cái loa ra. Ốc kéo cái loa ra. Mã số 2 chị mấy chị ơi, mã số 2 nè. Bật cái mic lên chưa? Bật cái mic lên. Bật cái mic lên. Rồi, hết đi. Lô. Mấy chị đợi em xíu nha mấy chị. Lô. Rồi. Em đi ôm mic vô nói cho to tí mấy chị ha, ban ngày nó hơi bị lợt tiếng. Ban ngày ở bên em á, nó hơi loạn tiếng nha. Nói không có nghe được gì hết trơn á. Tại ban ngày người ta hoạt động nhiều, người ta làm lung tung á, nó bị loạn tiếng á. Rồi em lên đồ mấy chị ha. Em lên đồ cho mấy chị nha. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ live stream giúp em để chia sẻ nhiệt tình giúp chị. Em sale đồ hôm nay vừa đẹp mà giá vừa rẻ này nha mấy chị nha. Mấy hàng này toàn bộ giá của nó 130, 125 thôi mà. Em bán cho mấy chị có 99 ngàn một sản phẩm thôi. Mấy chị mua ai sản phẩm là được giá là 85 ngàn nha. Cho nên mấy chị chia sẻ livestream nhiệt tình giúp em ủng hộ nha mấy chị nha. Ủng hộ nhiệt tình giúp em luôn ha. Rồi. Màu này luôn. Màu đâm xinh đẹp nha mấy chị. Màu nâu nè. Màu nail của nó cũng 73 độ về thôi. 1m6 52 cân mấy chị nha. Màu nâu rất là xinh đẹp như vậy mấy chị. Mấy chị mặc mấy cái đầm này nó thật mấy chị nhìn người mấy chị rất là dịu dàng nhẹ nhàng mà cực kỳ đẹp và sang mấy chị, không một cái gì mà nó sánh bằng luôn á, còn là mềm như lụa vậy mấy chị mà nó đẹp giả mang. Rồi chị đơn mẫu này comment liền cho em mã số 2, chốt số 2 kèm xin thoại giúp em, thật sự nó rất là đẹp ha. Chốt mã 2 giúp em, mã 2 kèm xin thoại giúp em ha mấy chị. Comment mã 2 giúp em này, quá đẹp luôn. Ok. Rồi 99 ngàn một sản phẩm này, comment mã 2 giúp em. Chốt mã 2 giúp em ha. 99 ca một cái mấy chị ơi, mua từ 2 cái còn 95 này. Mua từ 2 cái tre, từ 3 cái vậy. 22 à. 2 cái được cái 95 rồi. Vừa rẻ vừa đẹp nữa. Ok. Bán không lời luôn á mấy chị, thật sự luôn á. Bán mấy hàng này cho mấy chị và bán không lời luôn á. Ăn số lượng thôi mấy chị ạ, ăn số lượng thôi ha. Rồi Dung, Dung quá xinh đẹp luôn mấy chị. Dung sọc ra, chốt mà sọc cho em luôn. Chốt mà sọc giúp em nha. Thằng cái bạn đó, có giúp. Rồi mà sọc giúp em. Nó sọc điền tay nha mấy chị. Mấy chị cũng nghe được không? Eo 74 giúp em nha. Eo 74 1m6 52 cân. Chốt sọc giúp em, Dung sọc nè. Dung sọc luôn nha mấy chị, Dung sọc. Hàng ăn đông cực đẹp hết. Để cái loa đó ra cho em đi. Em lấy hàng về cuối chứ. Ủa phải luôn hả? Rồi chốt sọc giúp em nha các tình yêu ơi. Anh Trần khách mới nhá. Chưa anh Trần khách mới nên chốt sọc để lại cho anh số điện thoại kèm địa chỉ mới chốt rồi em nhé. Đây là một cái đầm dung mấy chị. Mã số 2 cho chị anh, cho chị Sanh Nguyễn này. 2 cho Sanh Nguyễn. Rồi mấy chị lấy màu này chốt mã 3 giúp em nhỉ. Mã 3 giúp em nha, 74 1m6 52 cân đổ về mấy chị ha. Mã 3 này còn màu đỏ nữa nha mấy chị. Mã 3 này có hai màu nha, ba có hai màu. Rất là đẹp luôn. Sọc cho bèo tây nè. Rồi màu này có màu cam và màu đỏ. Mà ba cho em đồng giá hết. Mà ba cho em ha. Quốc mà ba cho em. Mà ba cam và ba đỏ giúp em này. Mà ba cam ba đỏ rất là xinh luôn nha. Mà ba cho 74 1m6 52 cân đủ về ha. Còn em mà ba giúp em. Mà ba ha. Mà ba hai màu. Ba đỏ với ba nu. Chúc ba đỏ và ba nu giúp em nha. Đồng viên trọc quá mọi người. Cái này thì bật ra một bên. Cái này em like là bật ra một bên cho em. Bự không mà em mặc không vừa. Ôi dồi ôi, bự hả? Không có bự đâu nha chị nhé. Chị mét 6 không? Em ba đỏ. Em đang đọc số cân của mét 6 nhé. Ba đỏ đâu? Ghi nó hả chị? Tí em lấy ra tụi mình còn ra. Rồi màu này nha.
Ba đỏ cho chị Hiền Dân này. Ba đỏ cho Hiền Dân. Ba nuôi chị Hiền Dân luôn này. Cái này nhỏ nhỏ không có bự đâu chị ơi. À, hàng thiết kế nó không có bự ha. À, toàn form nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà em đọc là đang đọc mét 6 chứ chị, số cân của mét 6. Cho nên mấy chị nào mà dưới mét 6 á, chị nào dưới mét 6 á mà nghe em đọc đừng nhớ chuồng số cân đi nha mấy chị nha. Ví dụ em 1m55 là 46 cân là chuồng form nha mấy chị. Là form chuồng nha. Là mặc như thế này ha. Cho nên mấy chị nào mà dưới mét 6 á thì mình nghe số cân mình đừng tưởng đâu là form to nha, form nhỏ xíu à. Rồi em này 72, 1m6 50 cân. Em 72 1m6 50 cân. Đó, 1m6 50 cân đủ về ha. Chị nào 1m55 á, chị nào 1m55 tầm 46 cân thôi. Comment mà sọc giúp em. Form chuồng đẹp luôn mà sọc giúp em này. Ủa cái này sọc được hả? Rồi comment sọc, sọc cam nha mấy chị, sọc cam này. Comment mà sọc cam giúp em ha, mà sọc cam. Comment sọc cam giúp em này, sọc cam. Comment sọc cam nhanh tay giúp em ha, mà sọc cam. Bèo tây dùng sọc chốt em phải không? Dùng sọc chốt cho bèo tây không? Dùng sọc ở đây chốt cho bèo tây nha. Ok, dùng sọc chốt cho bèo tây luôn ha. Thấy Diệp Quỳnh nha, thấy Diệp Quỳnh nha. Rồi tiếp nha mấy chị. Nếu được. Rồi tiếp nha mấy chị ơi, lên tiếp nha. Giang nó nhỏ cho em nó đi nha. Thấy chưa? Rồi mẫu này nha, rất là xinh luôn. Cái chân nha mấy chị. Đây, trời ơi, này nó hot girl, nó đẹp ơi là đẹp luôn. Mấy chị có múc ngực luôn nha. Mấy chị mặc màu này không cần phải mặc múc ngực nha mấy chị nha. Trời ơi, xinh ơi là xinh chưa, tầm xế xe mờ nha mấy chị, có quần trong. Chân vây có quần trong lưng cao và áo crop top nha mấy chị nha. Trời ơi, cái bộ này mặc cưng chưa, rất là cưng luôn nha mấy chị. Em đảm bảo xinh ơi là xinh. 1m6 khoảng 48 cân đổ về, 1m55 khoảng 45-44 cân mấy chị ha. Cỡ em thôi, không cỡ em là mặc hơi ôm một chút xíu, thấp hơn em, nhẹ hơn em một cân á. 1m6, 1m55, 45 cân. Comment cho em mặc hoa, chốt hoa giúp em không chị, mặc hoa giúp em. Cái em mặc em hết rồi chị Hiền Dinh ơi. Mặc hoa giúp em nha, chốt hoa. Rồi em này chị ơi, em này 85k cho mấy chị luôn, chốt cho em mà của nó là mã số 6. Mã số 6 cho em nè. Cái em đâu eo đi nè. Xế hoa, cái đó em đọc eo rồi đó mấy chị. Đọc eo rồi đó, mấy chị yên tâm đi. Em nhắn mail, em cầm mail là chính xác. Nhiều cái mà em không biết em mới đo ra. Cái này em biết là em đọc luôn nha mấy chị nhé. Trẻ oanh oanh Trần nè. Thấy khách mới chế comment mã số kèm số điện thoại giúp em để em chốt hàng nha chế ơi. Chế nào khách mới comment cho em mã số kèm số điện thoại một dòng là em chốt được hàng liền nha. Rồi cái màu em đang cầm mấy chị ha, màu em đang cầm là eo cái 80 luôn nha mấy chị. Eo trên 80 luôn á. Nó là phong xuân ha. Tầm 1m6 55 cân 54 cân đổ về. Chị đã ưng chốt liền cho em mà của nó là mã số 11 đi ha. Chốt mã 11 giúp em. Mã 11 giúp em. Cái set của này chốt mã hoa cho em nha mấy chị. Set này là eo 72 chút hoa. Má hoa cho eo CLA này. Má hoa chứ nào lấy nữa không? Em đổi cho em cái sọc cam được không? Ok, bèo tây nhá. Rồi. Màu này, chị đơn màu này chút liền cho em mã của nó là mã số 12 không ta? Đúng, 12. Chút mã 12 cho em này. Mã 12 85k. Chị đã lấy tầm nâu mã 12, chút 12 cho em 85k. Mã 12 85k, comment mã 12 giúp em. Chốt mã 12 liền tay nha chị. No sọc. Ở comment cái mã khác người kia á. Rồi tiếp nha mấy chị. Rất là xinh ha. 12 85k. Set em sale. Ok, 12 85k cho LCLA này. Rồi, cái set em sale nha. Cái set này em sale luôn. Là cái set này là nó. Ủa đâu set này ngon mà. À đây. Set này chỗ này nó quên đặt chỉ cho mấy chị. Đây nè, cái chỗ này nó quên đặt chỉ ha. Chỗ này đặt chỉ bình thường, chỗ này quên đặt chỉ nhá. Đây, em sale cho mấy chị luôn. Mấy chị về mấy chị đem ra tìm mấy chị đạp giúp em nha. Đạp chứ tầm hết vài ngàn á. Để nó bị có chút xíu đây à. Rồi, chị đơn set này em sale cho mấy chị 80k luôn. Chị đơn set này comment mà 80 giúp em, set rất là đẹp ha. Mà 80 cho em. Mà 80 tâm size M nha, set size M 1m6 48 cân đủ về này. 1m6 48 cân đủ về, 1m55 khoảng 44 45 cân ha. Chốt liền cho em mà của nó mà set. Mà set giúp em nha, chốt mà set. Mà set 80k. Má 12 còn một set tốt cho Bamber Quỳnh nhá. Bamber Quỳnh này. Mã 12. 85k anh em nha. Chút mà xếp cho em này. Mà xếp cho em, mà xếp siêu 80k này. Mà xếp 80k ha. Size M xếp nha. Chút mà xếp cho em. Mà xếp luôn như thế này.
Em lên nhanh nha mấy chị ơi, lên nhanh nha. Vợ chưa biết làm. Chấm chấm chấm. Rồi tiếp cho mấy chị. A B C D E. Cứ đâu chấm hai chấm còn nghe chạy lên để cho nó gọi là nó không nhận. Rồi mẫu này, mẫu này. Đây, chị nó lấy mẫu này cho em. Quá đẹp luôn. Ủa nên mà chế trang la mà đâu mà ta chế trang la mặc mấy cái xếp nhỏ đẹp lắm nha. Rồi, chị nào ôm cái đầm này rất là đẹp ha, cực kỳ xinh luôn. Đầm này mình đi làm này, đi tiệc hay là đi chơi vô ok chị ha. Rồi chị nào ôm cái xe này cầm đây liền giúp em. Mấy chị ơi, xe la chim giúp em, mấy chị xem mặt tay vô kiểm tra chia sẻ bao nhiêu rồi. Rồi, chia sẻ mặt tay giúp em nha, để qua bao nhiêu được chia sẻ rồi nè. Nhớ chia sẻ mặt tay cho em này, bán nhất siêu giúp chị nha. Bán cực rẻ luôn á. Rồi em này, em của nó là 70, em 74, mấy chị ơi, mấy 6, 52 cân đổ về. Mét 6-52 cân đổ về nha. Mét 6-52 cân đổ về. Eo khoảng 72 cho thoải mái ha. Eo 72 đổ về nhóm chị. Comment cho em màu đỏ. Chốt màu đỏ giúp em này, màu đỏ ha. Chốt đỏ giúp em này, màu đỏ nha. Comment màu đỏ giúp em. Rồi xuống màu đỏ này. Màu đỏ nhóm chị, comment màu đỏ giúp em. Đầm đẹp quá không? Đầm bao chốt bao đẹp luôn á. Màu đỏ giúp em này. Comment màu đỏ giúp em nha. Comment đúng màu giúp em nha mấy chị ơi. Đúng màu giúp em ha. Comment đúng mã cho em nha. Đỏ cho mi trần này. Rồi em dâm siêu đẹp luôn. Một em dâm siêu đẹp. Cũng nơ phía sau lưng nha. Đây. Em dâm siêu đẹp. Nơ phía sau lưng. Cực kỳ xinh luôn. Chỉ có 99.000 một sản phẩm thôi. Mấy chị mua được là hai sản phẩm còn giá 95.000 ha mấy chị ha. Cực đẹp cực chót luôn. Mấy dâm này còn bán với giá là 178 không mấy chị. Đây đó là ngoài họ bò xì chứ ha. Còn họ bán mà bán bên ngoài là họ bán cái giá là 270 chiếc chung nha mấy chị. Tại vì vải đẹp lắm. Vải này là toàn là vải tuyết mưa lụa không mà. Có hai túi hai bên như vậy cực kỳ xinh ha. Đó đẹp chưa. Quần dài ha. Quần dài. Tay này. Tay tiên. Rất là xinh luôn. Rồi chị nợ ơn mẫu này comment liền cho em này 99.000 thôi mấy chị ơi. Chỉ có 99k nhé. Rồi comment cho em mảng của nó là mảng số 65. Chốt 65 cho em luôn. 65 em 74. 16 52 con đổ về nha. Đấy nó đen mà. Đen hả? Chưa đọc. Chưa đọc mã. À em này eo khoảng 72 nha mấy chị ơi. Eo 72 nha. Eo 72 đổ về nha mấy chị ơi. Eo 72 đổ về nha. Mà... Eo 72 đổ về. Comment nhanh tay mã giúp em nha. Mã bao nhiêu số 4 đúng không? Eo 72 đổ về. Mã 64. Comment mã 64 giúp em. Dìm 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 dìm. Sau lâm mà sorry Hiền Dinh nha. Chốt sau lâm Hiền Dinh. Chốt mà sau lâm cho chị Hiền Dinh luôn. Rồi mấy chị xe la giúp em. Mấy chị ơi xe la nhiệt tình giúp em nha. Chị nhớ của em ghê thật. Chị nhớ em thật là siêu phàm. Chị biết là 65 mà nhớ tới 64 luôn. Ghê thật. Rồi nhớ gần tới. Rồi cái set xinh đẹp này ha mấy chị. Set xinh đẹp này có nhiều màu này. Anh là anh quên rồi đấy. Đây set xinh đẹp này có nhiều màu ha. Rồi chị đã ơn cái set này. Đồ đẹp quá. 1m60 cân đủ về nha. Eo em này tầm 70 mấy chị ha. 70 cho em, set quá đẹp luôn á. Thế đi thay cái set này đẹp quá. Rồi chị đã ơn cái set này, đằng sau có chìa khóa luôn mấy chị nhá. Đằng sau có cục nơ và có chìa khóa luôn, rất là xinh ha. Rồi chị đã ơn set này có quần trong luôn nha. Comment cho em mã số 2 đi. Chốt số 2 kèm số điện thoại cho em. Mấy chị ơi nhớ là chốt hàng kèm số điện thoại đầy đủ cho em nha. Mã 2 kèm số điện thoại đầy đủ cho em. 95k này, mã 2 nha mấy chị. Có quần trong rất là đẹp ha. Mã 2, chốt mã 2 giúp em. Đầm em mặc hết rồi nha mấy chị ơi. Mà hai giúp em nha. Zoom thì chắc không, em chẳng biết có màu khác không. Tớ tùm lum lắm chị, cho mình biết rồi. Mà 2. Mà số 2 nha. Hai giúp em. Số 2 là một set hả? Dạ số 2 là set. Mà 2 là set nha. Rồi cái đầm này giống cái đầm mà tụi em có một chiếc này mặc đẹp và mang luôn á. Đầm này mặc đẹp và mang luôn mấy chị. Rồi đuôi cá hả mấy chị ha. Đuôi cá cánh tiên luôn. Rất là xinh nha. Đó, hai dây mặn lớn như vậy này rất là xinh nha mấy chị, mặc đẹp cực kỳ. Rồi dưới là đuôi cá như thế này nha, theo hết cái đầm rất là xinh nha. Rồi chị đã ơn mẫu này chốt cho em, mà của nó là mã số 19 giúp em này. Mà 19 nha 74, 1m6 khoảng 52 cân đổ về. Chốt cho em liền nha mấy chị, 1m55 á. 1m55 là khoảng chừng 48 cân đổ về ha. Rồi comment liền cho em là mã của nó là mã số 12 không? Chốt mã liền cho em này, nhanh tay chốt hàng lắm chị ha, chốt mã 12 giúp em. À mã 19 chứ, sorry với chị. Mã 19 giúp em nha. Ủa, vậy, ông ngủ nhớ mã giùm chị á. Nhớ mã giùm chị á.
chị mà quên. Thứ hai là gì? Thứ hai kìa em bảo 12. Ở đây đi. Ở số 2 chứ, số 2. Số 2 là cái xếp này đang cầm á. Số 2 là xếp đang cầm, còn cái đầm là bằng 19. Ừ đúng rồi. Số 2 là cái xếp hoa. Rồi tiếp nha mấy chị, đầm body ha. 19 cho chị Hiền Dinh này. Số 2 cho Bích Hạnh nha. Số 2 cho Bích Hạnh. Hỏi lại cho bạn nghe đúng chính xác không? Tại bây giờ nó cứ đúng. Số 2 của Bích Hạnh nha Bích Hạnh ơi, số 2 xếp hoa cho Bích Hạnh nha. Ok dùm em lại nha Bích Hạnh. Rồi tiếp nha mấy chị. Em nghiêng cái loa về đi anh Giang nha. Đúng không? Kẹp quay luôn á. Chơi. Chị đang có cái đầm body nè mấy chị, cực kỳ đẹp nha, có xệ tà cái đùi ha. Cực kỳ xinh luôn, em cho mấy chị cái hình nè. Đó, rất là xinh nha. Có dây cắt eo luôn mấy chị nha. Chị nào lấy màu này comment cho em mã số 6. Chốt mã 6 cho em nè. Mã số 6 mấy chị nha. Chốt mã số 6. Comment mã số 6 giúp em. 99k một cái, mua từ 2 cái còn 95k em chị ơi, mã số 6 nè. Chốt số 6 giúp em nha. Em có ghim giá mấy chị ơi. Có ghim giá. Mấy chị có thấy giá ghim không? Không có thấy ghim giá không? Đây. Em lên tiếp nha. Mấy chị xe la nhiệt tình nha mấy chị. Xe la nhiệt tình giúp em nha. Rất là dễ thương luôn. Đây ha, cực kỳ cực. Con muốn ngực dày dặn nha mấy chị nha. Con muốn ngực dày dặn lắm. Đẹp lắm luôn á. Đây nha, một cái dung nha mấy chị. Một cái dung rất là xinh luôn. Màu này mặc đi chơi là nhóc nha. Cực kỳ đẹp. Màu đỏ đô. Hai bên dây là có cái dây bạc lớn như vậy. Rất là xinh. Rồi comment hiền cho em nè. Comment nhanh tay giúp em cái mã này nha mấy chị. Yêu em này 72, yêu 72, 1m6 và 50 cân. Comment hiện cho em mã của nó là mã số 42. Chốt mã 42 cho em luôn. Mã số 6 thì anh kim to này. Mã 42 cho chị mưa lụa. Comment mã 42 cho em. Mã số 6. Số 6 cho chị anh kim to nha. Mã 42 cho em. Số 6 cho anh kim to, chốt mã 42 cho em ha. 42 kèm sinh thải đầy đủ giúp em. Nhớ là kèm số điện thoại đầy đủ giúp em nha. Sách mới kèm số điện thoại đầy đủ giúp em nha. Chị Nga Trần comment sau rồi, chị Nga Trần chốt qua mã khác cho em nha chị ơi. Rồi, em zombie quần chín tóc với chị ha. Một em zombie tay bằng lớn quần chín tóc. Rồi comment gì giúp em. Ốp tập trung không. Rồi màu này bi. Chị nào lấy bi comment mà bi giúp em này. Mà bi là 1m6 52 cho đổi về em 74 nha. Có mũ ngực dày lắm mấy chị. Để hàng thiết kế hết. Mũ ngực rất là dày và đẹp. Hàng thiết kế dung set ăn đông không mấy chị, đầm dung set ăn đông thiết kế nha, cực kỳ đẹp. Đây, rất là xinh luôn ha. Rồi chị đơn màu này có túi hai bên luôn mấy chị, chốt mà bi giúp em nè. Mà bi 1m6 khoảng 52 cân đổ về, chốt bi giúp em luôn. Mà bi ha mấy chị, 95.000 khi mua từ hai sản phẩm nha. Mấy chị mỗi người lấy hai sản phẩm giúp em nha, để được giá 95k mấy chị ha. Rồi tiếp nha, trời đẹp quá. Bi có chế là lấy bi không, cái này dung đúng không em? Dạ dung, bi là dung. Bi này dùng cực kỳ xinh. Rồi cái màu cam này mấy chị ơi. Đây, cho mấy chị coi màu mặt nha. Cực kỳ xinh đẹp, có theo luôn. Màu cam theo cực kỳ xinh đẹp. Rồi. Vậy em mặc hết nha chị ơi. Mã zombie. Zombie cho em chốt cho chị Lan Đài Lê Thị nè. Chị Lan Đài Lê Thị cho em xin thêm địa chỉ nha chị ơi. Eo 72 đổ về mấy chị. Eo 72 đổ về. Chị đơn màu này chốt mã cho em là mã số 70 đi mấy chị, chốt mà 70 cho em ha. Mà 70 eo 72 đổ về 1m6 50 cân. Chốt kê mà 70, quá đẹp luôn, có tay luôn, đi làm đi chơi đủ ok hết. Có theo luôn mấy chị ha. Cái màu của nó mô đen mà nó đẹp gì đâu á. Có hàng ở đâu lúc nào cũng mô đen hết đó. Rất là đẹp nha mấy chị, chạy theo mốt thời trang á, rất là đẹp luôn. Rồi, chốt liền cho em mà của nó là mà 90 mấy chị nhá. Một cái đầm mà 90 cực đẹp. 70. À, 90. 70. Mã 70 hả? Mã 70. Tại chị đúng đúng. Rồi 70 cho chị. 70 cho chị 70 cho chế Chile một cái nè. 70 cho chế Nhật Minh nè. Nhật Minh nè Chile ha, hết 70. Rồi tiếp cho mấy chị. Còn không ta? 70 70 cái đúng không? Chín 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 lòng. Mà cái đang mặc 70 ông. Rồi tiếp cho mấy chị. Cực kỳ xinh á, là sai còn hay cãi hả. Rồi màu này rất là xinh luôn, đuôi cá vậy nha mấy chị nha. Cái phần của nó dưới là đuôi cá nhưng mà rất là xinh ha. Ở trên là phối bèo, eo của nó co giãn cho nên phi sai nha. 40 cân đổ lên, 40 cân đổ lên và 50, 55 cân đổ về nha. Ok.
55 cân đổ về và okay. 40 cân đổ lên với chị H. Rồi chị đợi cái này chốt liền cho em mà của nó là mã số 8. Chốt mã 8 giúp em này. Thì lan này. Ok, thấy mi, thấy còn thấy mi trần chứ? Mã 8 này, mã 8, chốt mã 8 giúp em. Lan này Lê Thị này, chế lan này Lê Thị có ở có biết chế chế Phạm Anh không? Mã 8 nhắm chị, chốt mã 8 giúp em này. Chị quên quen. Mã 8 hả? Chế lan này Lê Thị có địa chỉ chốt hàng ok rồi nha chị nha. Chị... Bình tĩnh thôi. Rồi chốt mã 8 giúp em nha. Cho mê mà tám liền tay giúp em nè. Trời ơi, xích gì đẹp quá mấy chị ơi, xích gì đẹp quá. Số 8 cho chị Uyên Nguyên này, đuôi 222 này. Số 8 cho chị Uyên Nguyên đuôi 222 nha. 8 cho Uyên Nguyên ha. Rồi mẫu này. Ra to thế mà mai mai mà chị nói không nghe thấy là chết em. Uyên Nguyên mà không nghe thấy là chết anh Trang. Rồi mẫu này, chị đã ôm cái xích, xích bổ này comment liền cho em mà của nó là mã số 88 đấy mấy chị, chúc mừng 88 giúp em. 88 là bé 6 khoảng 52 cân đổ về, eo 72 mấy chị nhé. Eo 72, một bé 6 55 cân, 52 cân, 50 cân đổ về cho thoải mái ha. Đó, hai bên có túi như thế này rất là xinh luôn mấy chị. Rồi cái áo thì cực kỳ chất luôn. Rồi comment liền tay giúp em, trời ơi đẹp quá à, luôn quá. Mô đen mà chị chung ghê á. Anh đổi rồi nha bèo tay ơi, anh đổi cho bé bèo tay rồi nha. Một bé 6 50 cân đổ về, comment liền trên mặt 88. 88 cái tên, chúc 88. Làm em mặc hết thì nghe chị ơi, 88 cho chị Hiền Dinh. 88 cho chị Hiền Dinh. Rồi màu này luôn mấy chị, màu này chính, cái dung này hả? Chị đẹp luôn. 88 cho Leo luôn. Dung 95k có mức ngực mấy chị ha. Dung một màu nha, dung một màu. Rồi có dây thắt eo luôn nha mấy chị. Đây, em này có dây thắt eo luôn ha. Cuộc sâu của trước tùy mấy chị nhé. Rồi comment cho em mà của nó mà 55 đi. Đợi chút cho bé chân chân rồi, anh có tên tật. Mà 55 giúp em, dung mà 55. Đằng sau là có bô chung như vậy, cái chị hai đằng sau có bao chung cho nên chế nào mình to thì ok. 1m655 cân đủ về. 1m55 thì khoảng 50 cân ha. Rồi 1m55 50 cân. Comment liền giúp em là mà của nó mà 55 giúp em luôn. Chốt mà 55 dung nha, múc ngực. Dung có múc ngực, mặc dung này khỏi mặc áo ngực mấy chị ơi. Giải phóng mặt bằng ha. 55 nha mấy chị ơi. 55 giúp em rồi. Ok, mi trần hình như bị ẩn comment rồi em ơi. Tán, anh tán. Comment vào 55 giúp em. Để anh có tán là tán thế nào. 55 cho lạc lối nè. 55 cho lạc lối, cái set siêu đẹp này nha mấy chị. Cái set siêu đẹp đằng sau với dây khóa luôn ha. Chào chế là thị Trung Hiếu này. Đây, trời ơi, chân váy nó xinh chưa. Chân váy này có cả bao thun này nha mấy chị. Anh nói cái buồn. Ừ. Chân váy bo thun luôn nha. Có quần trong luôn mấy chị, có quần trong nha. Đây, có quần luôn nha mấy chị. Đây là một cái chân váy quần ha. Đó, một set như thế này bao đẹp luôn. Thì nó lấy set chút mà set cho em Nhung đi. À. Chưa Nhung ơi, chắc nhanh là phải ngày mai đi ngang gửi cho với Nhung nha. Mà set 54 cân đổ về, thì nó lấy set chút mà set cho em. Mà set 54 cân đổ về ha. Set cho chị ăn kim to này. Mấy chị ơi, xe live stream tiếp cho em đi mấy chị. Đang xe nhá. 10 phút sau là em tặng quà mấy chị ha. 1:20 em tặng quà mấy chị nha. 1:20 tặng quà. Mấy chị tiếp tục xe live stream giúp em nha. Em mà giá cho anh tiền cứ 2.000 một xe một phát tặng xe cho em cả ngày. 2.000 một xe à? Sao mắc thế? Rẻ hơn đi. 1.900. 500. Rồi mẫu này mấy chị ha. Mẫu này dạng đầm von mấy chị. Dạng đầm von nha. Đó. Nó mặc lên như vậy mấy chị mặc cái này nó kéo ra nha. Mặc cái chỗ phần này nó eo, eo của nó sẽ kéo ra vì rất là xinh. Dạng đầm giống đầm dài giống như maxi á, rất là dễ thương nha. Mẫu này chị nào mà 6 mấy cân á, mình cũng bon che được luôn nha mấy chị. Mẫu này chị nào bồ bí bon che vô tư, bồ bí mặc tốt lắm. Tại vì phần này là phần co giãn nha. Còn đây là cái phần bắp. Nó co giãn ở trên cái bên trên eo á. Chị bị ngắn nên chốt cho người sau dùm chị. Ok nha chị, anh kim to với set nhường cho chị Hiền Dinh nha. Rồi màu này, chị nào lấy màu này comment mà rêu giúp em này. Mà rêu hả mấy chị, mà rêu 85k nhé. Chị nào chốt rêu comment mà rêu cho em 85k. Cái set của chị anh kim to mới chốt em chốt cho chị Hiền Dinh nha. Mà rêu 85k giúp em nha mấy chị. Sao nguyên giá bà? Mà rêu 85k. Em đắt cái bút ở hông em đi. Comment mà rêu cho em. Mà rêu, em đi nha. Comment rêu giúp em nha. Rồi một cái dung miếng. Rêu dung miếng.
Gel 85k cho mi trần này. Rồi. Tầm ra mặt em hết rồi. Rồi một cái dung giống chị nói cái dung này chốt cho em liền nha, dung cổ chiếu hả mấy chị ha. Chốt liền cho em mà của em, cho em là mà đẹp mấy chị. Trời cái dung quá đẹp luôn á. Cái dung này chị nào cao cao mang ok luôn, tại đấy nó dài ha. Để nó dài này. Chị nào cao cao thì mang ok luôn ha. Rồi chốt cho em mà đẹp. Chốt mà đẹp cho em 1m6 khoảng 50 52 cân đổ về 75. Em 75 m6 53 cân đổ về á. 1m6 53 cân đổ về 75. Chị nào lấy chốt liền cho em mà, cho em 75 mấy chị nhá. Chốt liền mà đẹp cho em này, mà đẹp. Dạ alo ạ. À. Có túi hai bên luôn mấy chị, rất là xịn nhá. Alo. Còn em mà đẹp cho em. Mà đẹp. Alo, dạ alo. Chị nhìn xin cầm em mà đẹp cho em này hình nhá. Mà đẹp. Chốt mà đẹp cho em này. Mà đẹp ha. Rồi tiếp em mấy chị. Rồi màu này xinh quá. Màu này màu đen quá. Rồi một cái đầm body. Một cái đầm body. Một cái đầm body chốt mà 22 cho em. Rất là xinh ha. Đây, hai bên này nó giống như mình mặc cái đầm xong rồi mình mặc cái áo khoác ở bên ngoài á mấy chị, rất là dễ thương ha. Mà 22 cho em này. Mà 22 mà đẹp cho chị Hiền Vinh. Úc lấy cái bút ghi cho chị Úc. Úc lấy bút ghi. Hiền Vinh mà đẹp cho Hiền Vinh. Rồi mà 22 cho em. Chốt 22 cho em nha mấy chị, 22. Comment mà 22 kèm số điện thoại giúp em này. 22 này 1m6 55 cân đủ về mấy chị ha. 22 1m6 55 cân đổ về. Chốt mà 22 giúp em luôn. 22 mà 22. Bà yêu ơi mà chốt đúng mã đi bà yêu ơi. Em xin lê chốt đúng mã nha. Rồi mà 22 giúp em nha. Comment 22 giúp em. Rồi cái set đi ha mấy chị, có quần trong rất là xinh. Cái set này 70 đổ về ha. Em 70 đổ về. Đây, em 70 đổ về mấy chị ha. Comment mã sọc cho em này, xếp sọc có cùng trong luôn mấy chị nhá, xếp sọc có cùng trong. Comment nhanh tay mảnh tay mấy chị ơi, share like nhiệt tình giúp em giúp chị. 22 kia share lê này. Rồi, chốt mảnh tay nhiệt tình giúp em mấy chị. Body hồng ơi, 22 chế Lan Đài Lê Thị chốt trước kìa em. Cho chị Lê Thị Lan Đài luôn. Đâu, đâu, đâu. Có hai chiếc đó. Chế Hiền Dinh này, đây đúng không? Ừ. Ok nha, chế Lan Đài Lê Thị có má 22 này. Tôi biết rồi. Cho bà yêu nữa anh. Bà cào đầu đấy. Đây. Chị ơi. Đầm cho phụ nữ cho con bú con. Không nha Nguyên Tuyền ơi. Rồi màu đây. Chị đã ôm cái set này comment liền cho em mà của nó mà. Mà sọc. Mà sọc giúp em. Mà sọc ha. Các giá nói anh. Không biết đâu ạ. Mà sọc cùng giá không em. Mà sọc chút sọc giúp em nha mấy chị. Mà sọc comment sọc giúp em nè. Sọc. Chế Bích Thành khách mới chưa có số điện thoại địa chỉ em chưa chốt được nha chị ơi. Mã sọc em mới chốt được cho chế Nhật Minh à. Chế Nhật Minh một cái mã sọc này, phải không? Còn mã sọc không em? Hết sọc rồi. Chế Nhật Minh mã sọc nha. Chế mới chơi, chế nào khách mới thì comment cho em mã số kèm số điện thoại đầy đủ để em chốt nha. Còn chế nào khách cũ á, mà ít chốt hàng bên em á, thì chốt cho em mã số kèm 3 số đôi điện thoại để em biết nha. Rồi set này có bút ngực mấy chị ha. Mấy chị mặc set này là mình chẳng cần phải mặc bút ngực mấy chị nha. Rất là xinh luôn. Đó, mình mặc nó xòe ra về đằng sau có dây khóa mấy chị, cực kỳ dễ mặc nha. Đằng sau là có kia cái dây kéo luôn, rất là dễ mặc luôn, cực kỳ đẹp. Đây set này chị nội ông để comment mà cái màu cho em, lưng bao thun nha. Đây là một cái quần váy, một cái quần nhóm chị, một cái quần giả váy bao thun như thế này. Mét 6 tầm 52 cân đổ về mấy chị ha. Mét 6 52 cân đổ về. Chị nội ông set theo này comment cho em mặc theo đi mấy chị. Okay. Chốt mặt theo đi. Chế Lan Đài Lê Thị có đi chung với chế Quỳnh Van Bơ không chế ơi? Mặt theo mấy chị ha. Mặt theo. Bích Thịnh mới mà, mới comment Bích Thịnh khác mà. Bích Thịnh Bích Thịnh chốt mã sọc với nha. Chế Bích Thịnh chốt mã sọc chứ không phải Bích Thịnh có S đâu nha. Mặt theo. Bích Thịnh mới chốt mã sọc và không có S nha. Theo có hai màu mấy chị nhé. À, thế này khác. Mặt theo đi mấy chị, theo. Theo cho Bích Phương 084. Theo cho Bích Phương này. Theo cho Bích Phương này. Theo cho Bích Phương ha. Bích Phương 084 hả? Bích Phương có dấu gì rồi? Theo cho Bích Phương. Mấy chị ơi, xe livestream mạnh tay giúp em đi mấy chị ơi. Mỗi người xe cho em 2 lần cho cá nhân giúp chị. Với 5 lần ở nhóm giúp em nha. Theo cho Bích Phương rồi đúng không? Rồi màu xanh. Theo xanh này là chân váy nha mấy chị. Đây, em theo xanh
này là chân váy nhá. Chân váy này không có bo thun. Em chân váy này thì không bo thun mấy chị ha. Rồi màu này em chân váy này tầm eo 70 thôi, 1m6 và 50 cân đủ về nha. Rồi chị nào lấy em theo xanh này comment liền cho em mã của nó là mã xanh. Chốt mã xanh cho em luôn. Mã xanh à? Mã xanh có mút ngực nha. Ok chứ chế Lan Đài đây thì nha. Em 70 mấy chị comment liền cho em mã xanh. Mã xanh giúp em nha, chốt mã xanh. Em đi bỏ thấy cái gì chị quên quen. Ồ mã xanh như số 8. Mã xanh eo số 8 mấy chị ơi, eo số 8. Mã xanh eo nhỏ nha mấy chị ơi, mã xanh eo nhỏ này eo 68 thôi, chế nào vừa comment mã xanh cho em nha. Xanh eo số 8 nha. Chị nào lấy xanh chút mã xanh giúp em này. Mã xanh luôn. Xanh bà Mi Trần không có vừa. Bà có lấy về bán thì bà lấy bán nha. Rồi, chị nào ưng màu này. Ngọc Anh khách mới, chưa có số điện thoại địa chỉ, chưa chốt hàng được em nha. Đuôi cá cực xinh mấy chị, màu đen có hai màu là xanh cô bang này với lại màu đỏ ha. Xanh cô bang và đỏ. Rồi em này eo của nó là tầm 70, 74, 76 luôn mấy chị. 74, 76 luôn á. Đấy ha, 74, 76 luôn. Ở đuôi cá như thế này rất là xinh nha. Cực kỳ đẹp. Màu đen mặt ngất ngây gà tây luôn mấy chị. Đẹp lắm. Có hai tay rớt như vậy nha. Màu này hai tay rớt và có hai dây lên như vậy nha mấy chị. Rồi comment liền cho em mã này là mã số 9 đi. Số 9 cái màu cho em. Mã 9 xanh và mã 9 đỏ. Mà 9 có hai màu nha chị nhá. 9 là phải đỏ, sao 9 mà xanh được. Rồi 9 xanh 9 đỏ giúp em. 9 xanh 9 đỏ ha. Chị nào lấy 9 xanh cứ 9 xanh, chị nào lấy 9 đỏ cứ 9 đỏ giúp em. Ok này, Ngọc Anh cho anh xin thêm địa chỉ đó chốt hàng thành công em nhá. Ngọc Anh số điện thoại đôi 6213 cho anh xin thêm địa chỉ để chốt hàng thành công nhá. Mấy chế ơi, chế nào khách mới cho em nhớ cho em số điện thoại nào mình gọi được nhá. Không mấy chế cho số điện thoại mà bị sai á. Nhiều chế em gọi cứ bị thuê bao mới không liên lạc được không à, nên là có nhiều chế khách mới em chưa gửi hàng được á. Em xả ra hết. Rồi màu này nha mấy chị. Rồi, chị nào lấy cái màu trắng này comment màu trắng cho em, màu trắng 85k nha chị nhá. Comment màu trắng 85k giúp em. Trắng 85k giúp em. Comment trắng này, trắng 85k. Trắng 85k giúp em ha. Trắng cho chế Hoàng Kít này, đỏ chín cho chế Lan Đài Lê Thị này. Đỏ chín nha Lê Đồng Lăng Thị. Đấy. Cho Hoàng Kít. Để có cái rồi nó rồi đi. Ghi là tờ giấy nha em. Các mẫu đó chị bé cất nè. Chị bé cất ở đâu nè. Rồi tiếp nha mấy chị. Zoom nha. Lên zoom luôn. Cái này giá sao? Trắng này giá sao? Dạ trắng nha 85. Bây giờ không ghi giá sao anh biết được. Và mẫu này á. Ok giá trắng nha. Rồi cái dung này rất là xinh đẹp sắc nét nha chị, cực kỳ xinh luôn. Rồi mẫu này rất là đẹp, cùng dài cũng nhỏ nha. Thì đơn mẫu này, mẫu này comment liền cho em mã của nó là mã số 78. Chút khoảng 78 cho em. Yêu 70, yêu khoảng 74 á. Mà 78 nha. Thì đã lấy chút em mà 78 giúp em. Đúng rồi, biết rồi. Yêu 74. Đúng rồi này. 56, 50 cân. Đợt này đổi đầu số mới cân. Hết rồi này. Biết rồi nha, chứ mày có nhiều chiếc khách mới cho mà gọi không có được ý. Rồi 1m6 năm 78 cho bèo tây nè. 78 cho bèo tây. 78 cho cái bèo tây. 78 nào baby ơi. Baby. Mà 78 cho bèo tây. 78 cho bèo tây ha. Úc. Xe lại cho nhà cá nhân một tỉa. Nhà cá nhân một tỉa. Lên bức tỉa. Google. Google, do cái chữ Google đó. Nè. Google, ấn Google. Hay. Rồi nó vô hay chị. Rồi tiếp cho mấy chị. 78 em hết rồi nha mấy chị ơi. 78 hết. Rồi, chị đã ấn màu này, chốt liền cho em mà hoa. Chốt hoa giúp em nha mấy chị nha. Ở đằng sau lưng là nó có dây khóa luôn nha mấy chị. Đây, một xích hoa này 1m6, khoảng 48 cân đủ về thôi. 1m55 cân nha mấy chị nhé. 1m55 cân. Chị là lấy hoa chút mã hoa cho em. Mã hoa 89.000 nha mấy chị. Mã hoa 89k cho 70. 1m6 khoảng 48-49 cân đổ về ha. Chút mã hoa cho em. Nhá. Mã hoa cho em nha. Hoa. Nhung phèn xích xa. Mà hoa đi mấy chị, chúc mà hoa giúp em nhé. Google á.
gì lại cái áo xanh này 50k, chú quyền cho em áo xanh. Má hoa này. Xanh này hoa đúng không? Dạ. Má hoa tôi cho chị Hầu Lam đôi 503 này. Chị nó lấy xanh chút mà xanh với chị 50k. Bao nhiêu tiền? Không rồng nha, không rồng. Đó, 89k. Xanh 50k. Đây, xanh này 50k đúng không? Là 50k, còn đó là 89k. Rồi chị nó có cái đầm này chút liền cho em mà. Của nó là mà tầng nha mấy chị. Chút mà tầng cho em 3 tầng này. Đầm có 3 tầng ha. Mấy chị chút mà tầng cho em nha. Mà tầng mấy chị. Đây, mà tầng 85k nha. Mà tầng 85k. Chị nào lấy tầng chút tầng cho em. Tầng có bao thông yêu. Chị đang yêu chị nào 76, 77 đồ về ok luôn ha. 1m6 và 55 cân. 1m6 và 55 cân. Chút mà tầng cho em này. Mà tầng giúp em. Mà tầng 85k. Chị nào lấy tầng chút tầng không chị ha. Chút xanh, tầng. Xanh 50k đúng không? Dạ, xanh 50k. Xanh 50k cho chị Xanh Nguyễn này. Một tầng. Còn chị Dung Phan comment mã xét hoa sau chị Hậu Lam rồi nha chị ơi. Em chưa chốt được này. Rồi, mã số 47 cho em này. Mã 47 với chị ha. Đây, vải lùa. Mã 47 là vải lùa mấy chị nha. Vải lùa màu xanh đen. Mã 47. Chị đã lấy 47 cho 47 cho em. 1m6 và 55 cân đổ về mã 47 nha. Rất là đẹp. 3 tầng mấy chị ha. Mặc cái này mình mặc đi làm, đi lễ rồi đi chơi cũng ok hết á. Rất là đẹp mấy chị. Đó, giá 85k đấy ha. Chị có 85k thôi nha mấy chị yêu ơi. 85k luôn. Chốt cho em mà tụi nó là mà 47. 47 chị đẹp. 47 ha chị. Tina Hà lấy màu gì Tina Hà? Cái màu xanh lá hồi này nè. 47. 47 cho chế. 47. 47 cho chế hàng trần này. 47 đâu? 47 là cái xanh cô bé. Cái xanh cô bé. Nhớ nha. Cái màu đỏ nữa nha. 47. Xanh cô bé còn cái mặt tầng là màu xanh lá. Rồi mà 48 cho em ấy chị ơi, 48. Chị đơn màu này chút mà 48 giúp em nha, 85k luôn. Mà 48. Mà 48 cho em. Mà 48 không mấy chị, màu đỏ vài lụa mấy chị nha, vài lụa cực đẹp. Vài lụa 3 tầng cực đẹp luôn. Chút mà đỏ cho em nè, có dây cũng yêu hết mấy chị nha. Có dây rất nơ hết, cho nên chị yên tâm rất là đẹp. Đẹp giả mang luôn á. Rồi comment cho em mà của nó là mà 48 nè. 48 màu đỏ ha. Đây 48 đỏ. Chốt 48 đỏ cho em. Chốt em mã 48 đỏ này, chế nào cách mới comment cho em mã 48 đỏ kèm số điện thoại đầy đủ em chốt được hàng liền nha chế ơi. Xanh, 48 xanh đỏ đẹp ha. Chờ mình chế mới xanh, xanh thì chờ không biết luôn á. Xanh là cái áo xanh. Cái áo xanh, cái áo thun xanh nó là 150k là em chốt rồi nha mấy chị áo nha. Áo thun xanh 50k hết rồi mấy chị ơi. Đây. Lộn rồi. Lộn cái gì á, tê hành ngân này, tắt cái tê hành ngân này, giờ chưa chốt cái gì hết. Cái tê hành ngân chốt cái á, cái đầm tầng màu xanh thì comment mặt là tầng nha. Đầm tầng màu xanh comment mặt là tầng 85k. Còn nếu mà chị chốt cái áo thun á, thì áo thun là màu xanh. Áo thun thì hết rồi, áo thun thì em chốt rồi nha, chốt hết rồi. Rồi tiếp nha mấy chị. Em dưng nha mấy chị, một em dưng, quần dài, ống nhỏ, giá 95k. Chị đã lấy chốt rồi, cái màu này hiếm lắm nha. Mặt da trắng cực luôn, mày hiếm có cực kỳ luôn ha mấy chị. Đây người ta ít may đồ màu này lắm, màu này rất là xinh nha. Màu này đẹp, màu này màu tím hồng đúng chị. Màu tím hồng giống như hồng cánh sen mà nó đậm hơn ha. Rồi comment liền cho em nè, màu này yêu của nó 73. 1m6, 52 cân đủ về. Comment liền cho em mà của nó là mà số 67 ha. Mà 67 giúp em, đằng sau là một nơ như vậy mấy chị nha. Đằng sau là cục nơ, hai bên có túi ha, quần dài cũng nhỏ. Rồi comment mã liền cho em 67. Chốt mã 67 kèm số điện thoại nha. 67 kèm số điện thoại cho em mới chế nha. 67 kèm số điện thoại đối với khách mới nha. 95k, 67. 67. Tại không nói thừa. 65 cho bà Bích Vân ha. 65 hồi nào? 67 cho bà Bích Vân nha. 67 cho chị cho Bích Vân 452 này. Rồi màu này ha. Chị nào ưng màu đầm cô tông em đang cần. Có hai màu là màu đỏ cam và màu xanh. Đỏ cam và màu xanh. Đỏ cam và
xanh nhá. Chị nào ưng màu này chốt liền cho em mã của nó là mã số 22. Mã 22 xanh hoặc 22, 22 màu đậu cam cho em, 22 xanh 22 cam đi. 22 xanh và 22 cam. Giá em này là 80k cho mấy chị luôn ha. Siêu 80k luôn, siêu không lời luôn ha. Chất cô tông cực xịn nha mấy chị. Rồi 80k cầm đây liền cho em mã của nó là mã số 6. Ngọc Anh, chị Ngọc Anh số điện thoại đuôi 6. Chị Ngọc Anh số điện thoại đuôi là 6213 cho em xin thêm địa chỉ luôn nha chị ơi. Xanh và cam cho em đi mấy chị. Cho em địa chỉ luôn nha chị yêu ơi. Đầm xanh, đầm xanh. Xanh và cam cho em. Mã là xanh và cam nè. Em kinh kiểu cái cùng một cái xanh xanh này một loạt xanh. Em đọc mã rồi nhưng mà em không nhớ mẹ. Rồi tiếp cho mấy chị. Comment cho em mã số 49. Mã 49 giúp em nha mấy chị nhé. 49 cho em luôn, 80k luôn. Chúc mã 49 cho em ha. Xanh 22. Ừ. Rồi, chốt mã liền cho em mấy chị ơi. Chốt liền mã cho em nha, 49. Okay. Kèm xin thoại giúp em. Ok, chị Ngọc Anh này. 1m654 cân đổ về mấy chị ha. 1m654 cân đổ về. Comment mà 49 giúp em đi. Em đâu có đặt đâu ạ. Em nói chính Ngọc Anh mà bà nghe ra phạt của anh luôn ấy. Ok, xanh 22. Xanh 22 là gì ta? Rồi giờ một xanh 22 ở đây ta. Rồi màu này mấy chị ơi. Màu lỗi luôn. Đầm xanh, hồi nãy chế gì comment lên đó. Không biết. Chế comment đầu tiên á. Không biết. Rồi màu này nha. Cái đầm xanh đang mặc còn không mà hết rồi nha chị Mỹ Tiên ơi. Theo, chị Diệp Quỳnh ơi, cái theo này nó bị dơ một đốm bằng cái ngực ha. Đây nè, đem siêu rẻ nha. Đây nó bị dơ một đốm ngay nhú á mấy chị đây nghe ha. Đây màu này em siêu rẻ luôn đây nha. Lưng của nó bo thun co giãn á mấy chị, rất là thoải mái luôn. Rồi mẫu này tầm 1m650 cân đổ về á, 1m55 hoặc 45 cân nha. Comment liền cho em mã của nó là mã theo 75k ha. Chốt mã theo 75 cho em siêu 75 95 còn 75 99 chứ 99 siêu 75 luôn. Mấy chị comment siêu lộ luôn nha. Siêu mà theo 75 cho em này, siêu lộ 75k. Mấy chế bây giờ chúc em nha. Mà theo 75k này. Comment mà theo 75 cho em siêu lộ nha. Comment mà theo 75 giúp em. Theo 75 nha. Comment mà theo 75 giúp em nha. Rồi, theo 75 cho chị Yến Nga Trương này. Cái set thì luôn nha mấy chị ơi, set thể thao này rất là xinh ha. Ôi, để nó ghê sạc của chị Úc, ngồi nít tôi chiếu. Để ghê sạc. Chân phải rồi kéo cục điện lên cho ai. Rồi chị nói xếp này. Xếp 85k, comment điền cho em mã xếp. Chốt mã xếp cho em 85k. Màu này 1m654 cân đổ về ok luôn. 1m55 là 47 cân đổ về nhá. Comment mã xếp. Chốt mã xếp cho em nha, mã xếp. Comment mã xếp ha. Mã xếp cho em. Rồi mã xếp. Chốt xếp cho em. Mã xếp nhá. Xe lai mấy chị ơi, xe lai nhiệt tình giúp em nha mấy chị ơi. Xe mặn tay nha, xe mặn tay vô giúp em luôn. Rồi, cái set cực xinh này luôn nha mấy chị, có quần ha. Có quần luôn nha. Đây, set này có màu luôn mấy chị, màu rêu nữa. Hồng và rêu. Rồi, set này 95k. Set cho LCLA nè. L70 đồ về. Set cho Kim Anh 620 nè. L70 đồ về nha. Chị đâu, màu này cầm em mà hồng giúp em. Hồng với rêu. Bao nhiêu? Xếp giá 80k, 85k. Thế là em nói 85k. Comment màu hồng giúp em nha, màu hồng. Chị đã lấy hồng chút màu hồng giúp em nè, màu hồng 95k. Chốt xếp hồng cho em size M á. Size M hả? Xếp rêu không? Xếp hồng, xếp rêu đây. Cái rêu thì sao mới cầm cho bé coi á. Cái gì đồ á. Ở đây nè. Xếp rêu cho anh. Màu ra.
coi nó. Rồi đeo cái đèn, có đèn luôn chị ơi, có xích đèn luôn ha. Xếp hồng cho Bích Hạnh luôn, 2281 này. Bích Hạnh có địa chỉ đầy đủ rồi này, cảm ơn em nha. Xếp hồng cho Bích Hạnh nha, rồi còn xếp xanh đen nè mấy chị. Xếp xanh đen rồi comment cho em. Mặc không đi, xếp xanh đen comment mặc không ha. Đây xếp xanh đen 95k comment mặc không cho em. Cái trong váy này trong váy có quần size M mấy chị nha. Size M, đây xếp size M ha. Rồi comment cho em mã số 0. Nè, đây. Mã số 0 giúp em. Đúng không? Đúng. Mà không. Comment mà không cho em luôn nè. Đúng đúng không? Đúng. Rồi ok. Mà không, chốt mà không cho em luôn. Ok, set rêu cho. Ủa em không vừa đúng rồi. Mà không cho chế Nhật Minh này. Set rêu 52kg vừa không? Không không. À. Không. Không còn không. Không. Không hết rồi. Còn rêu thôi. Còn rêu, còn rêu. Không, không cho Nhật Minh là hết rồi đúng không? Dạ. Ở đây chỉ còn rêu thôi. Rêu này là size M mấy chị, mét 6-50 cân ha. Eo 70. Eo 70 mấy chị nha, tầm xé size M nha. Xé size M, đây. Vậy là còn một bộ rêu duy nhất thôi. Chị nói đến rêu, chút mà rêu lên cho em luôn nha. Chút mà rêu lên luôn. Rất là dễ thương mấy chị. Mấy chị ơi, xe like giúp em nha. Xe không mua nhóm được thì nhớ xe vào trang cá nhân giúp em mấy chị nha. Đó. Để mọi người cũng biết mua đồ với giá rất là rẻ và đẹp mấy chị nha. Đây rêu, comment rêu giúp em luôn này, mà rêu ha. Mà không em hết rồi, chúc mà rêu giúp em đi. Rêu là tầm xe S, xe M đổ lại mặc vừa nhé, em 70 đổ lại nha mấy chị ơi. Rồi em áo len sọc, em áo len sọc mấy chị ơi. Áo len sọc ha, rất là dễ thương luôn, giá 70k. Chị nói lấy sọc, chốt mà sọc cho em. Áo sót mấy chị ha, len sót 70k. Comment mà sọc giúp em, len sót siêu đẹp luôn. Rêu cho Nhi Eli nè. Bữa nay em mà lên like được mà em sẽ chi ơn luôn áo len cho mấy chị. Rêu 95k em nha. Đúng không? Rêu 95 đúng không? Dạ. Rồi len sọc 70k mấy chị cực đẹp hết. Cô dạng thoải mái lắm, 55 cân đổ về. Cực kỳ thoải mái và đẹp luôn. Chút len sọc giúp em. Rồi một cái đầm nha mấy chị, một cái đầm đẹp vai rất là xinh nha. Đây, một cái chân luôn mấy chị ha. Sọc 70k đúng không? Dạ. Sọc 70k cho Diệp Quỳnh này. Yêu co về thoải mái luôn, cái này tầm set CM thôi mấy chị ơi, mét 6-50 cân. Tại vì yêu của nó co về, nó bo thun nhưng mà nó cũng co dạng vừa phải thôi, nó không co dạng nhiều mấy chị ha. Tầm set CM thôi nha, mét 6-50 cân thôi. Đó, lấy yêu em này tầm 70-68 độ về thôi ha. Rồi comment liền cho em mà đầm đẹp quá. Đầm mấy chị đầm 89k nha, chị nói đầm chút đồng cho em 89k. Chút mà đầm 89k giúp em, mà đầm 89k. Comment mà đầm giúp em nha, mà đầm. Sọc em hết rồi mấy chị ơi, sọc đây, em hết rồi. Đầm 89k. Chị nói lấy đầm chút mà đầm giúp em nha. Nhớ. Vâng, chị tới. Nhớ. Đầm 89k đúng không? Đầm rêu 89k cho chế Hậu Lam này. Đầm rêu cho Hậu Lam 89k đúng không? Đúng không? Dạ dạ. Cho chế Hậu Lam 503 nha. Rồi xếp này không chị? Chị nào lấy set này comment cho em. Rồi set nha mấy chị ơi, set này 89k một set nha, cái quần siêu đẹp luôn. Co giãn thoải mái cực kỳ mấy chị. Quần chất tiếp mưa lụa cho nên mấy chị yên tâm về chất đẹp lắm. Hai bên có túi ha. Còn áo của nó là áo chéo bên cổ nha, rất là xinh mấy chị, cực kỳ xinh luôn. Đây, em dở cái áo cho mấy chị xem, mấy chị mê liền luôn á. Rồi nó có màu xám và màu đen nha. Đây, áo đây nha, xinh lắm. Đó, xin cho mấy chị cực kỳ xinh nha. Cái cổ của nó chéo hai bên như vậy, rất là cưng nha. Rồi, chị nào lấy xếp này comment cho em mà một nha mấy chị. 89k mà một cái màu nha. Mà một cái màu giúp em. Có màu xám màu đen. Màu xám màu đen. Mà một. Mã một kèm màu cho em này. Có màu xám và màu đen nha mấy chị ơi. Màu mà, tối còn màu mà. Màu đen đâu. Xám đen này. Còn màu khác. Màu đỏ, màu gì nữa. Hết rồi, tối tốt hết rồi. Rồi chị đã ưng chưa, tối chưa biết. Tốt rồi. Chị đã ưng xếp này comment liền cho em mà 89k. Comment cho em liền mã một cái màu nha. Mã một màu đen và một màu đen đi nha mấy chị, đen đi nha. Một đen cho chế Hiền Dinh, một xám cho Lạc Lối. Một đen cho Hiền Dinh, một xám cho Lạc Lối, còn một đen nữa. Một xám cho Lạc Lối.
đen và một đen nữa nè. Thì nó lấy một đen cầm em, một đen lên luôn cho em nha. Một đen lên luôn cho em. Sám cho lạc lối nha. Sám cho lạc lối là gì dám cho em cầm chính. Còn một đen thì nó lấy đen luôn, chắc còn một đen cho em luôn nha mấy chị. Cuối cùng đen cho em luôn. Rồi tiếp nha các tình yêu ơi. Đây rất là xinh ha. Đây nha mấy chị, cái này đằng sau là nó có cục nơ rồi nè. Rất là dễ thương và cute không ai quê, dễ thương cực kỳ, mà đi chơi là nhóc luôn á, mà đi chơi đẹp cực kỳ giống chị nhá. Rồi đằng trước nè, đây là nhạc dung, cái này chỉ thích hợp cho chiến hàng mà tầm 1m56 đổ về thôi nha. 1m60 mặt sẽ bị đụng ha. Đó tầm 1m56 thôi mấy chị, eo của nó coi dạng thoải mái lắm, eo coi dạng cực kỳ thoải mái. Ngồi đây. Rồi đồ đấy nhá. Rồi comment mà caro cho em, caro kèm màu. Caro vàng, caro vàng, caro đen. Caro vàng, cái này là màu rêu mấy chị, rêu rêu đen đen á. Cái này rêu rêu đen đen ha. Một đen cho bèo tay luôn nha. Màu đen cho bèo tay luôn rồi. Màu này nha mấy chị ơi, comment nhanh tay lên cho em nè. Rồi màu của nó là màu caro vàng và caro rêu, cái này rêu á mấy chị, rêu ha. Caro vàng và caro rêu giúp em. Màu mặt cực kỳ xinh. Em biết đọc cực kỳ là cực kỳ luôn em. 1m6 khoảng 54 cân đủ tiểu. Ở thôi cái này 1m56 thôi mấy chị ơi. Mét 6 bị đụng ha. Tầm mét 56 đổ về thôi khoảng 47 cân. Mét 56, 47 cân nha. Ồ 48 cân á, em coi dạng thoải mái. Em coi dạng thoải mái ha. Rồi cầm đen cho em liền mấy chị. Mà một cái màu cho em. Cái màu nhớ là cái màu giúp em nha. Mã một nữa. Em vừa nói là caro mà. Caro, caro, caro. Chúc caro giúp em. Caro rêu và caro màu vàng nha. Caro rêu, caro vàng giúp em. Caro vàng cho Bích Hạnh nè. Vàng cho Bích Hạnh. Rêu và vàng. Vàng cho Bích Hạnh ha. Wow, cái đầm này đẹp quá. Rồi caro rêu này, còn mấy caro rêu thôi em này. Quá xinh đẹp luôn, 99k. Quá đẹp ha. Quá đẹp luôn. Ôi làm gì em? Chị chặt con cho. Em 70 đồ về. Em 70 đồ về nhắm chị nhá. Em 70 1m6 khoảng 50 cân tầm size M size S nhắm chị nhá. Rồi comment cho em mã của nó là mã số 77. Chú 77 cho em. Em 70 đồ về nha. Caro vàng hồi nãy, caro vàng hồi nãy chốt cho Bích Hạnh đuôi 2529 rồi em nha. Rồi 77. Comment mà 77 giúp em luôn. Mà 77. Caro giá vẫn vậy đúng không? Ừ. Mà 77 giá vẫn vậy. Đây là 77 hả? Ừ. Rồi em này bao yêu mấy chị. Bẹp vai và bao yêu nha, có tay. Bẹp vai bao yêu. Đây. Cực kỳ xinh ha. Rồi. Qua đầu gối nha. Để qua đầu gối. Chị đỡ màu này chốt cho em mà. Còn nó là mã số 82 đi. Chốt là 82 cho 77 cho chế Bích Hạnh đuôi 2281 nha. Qua hai chế Bích Hạnh này. Mà 82. Eo của nó là co giảm tới 78 luôn mấy chị. 1m6 khoảng 55 cân đổ về nha. Eo, eo tầm trên 78 đổ về á. Chốt cho em mà của nó là mã số 82. 82 nha. 82. 82 cho chế Kim Anh 620 này. Cái bộ đêm có hai màu mấy chị nha. Bộ này có hai màu này. Chị 82 bao nhiêu em ơi? Giá bằng vậy. Rồi, bộ này hai màu 89k này. Bộ này là caro của nó, quần của nó là quần màu caro mấy chị ha. Quần không phải một màu mà quần caro. Mô đen lắm, đang mô đen cái này ha. Rồi, giá vào lỗ đây rồi. Đây 89k. Giá. Yeah. Quần này rất là dễ thương ha. Rồi chị đỡ màu này chốt liền cho em mà của nó là mã số đầm caro đen. Mã số 30 chị chốt xem. Mà 30 cho em. Mà 30 cái màu cho em nhé. 82 à? 30 cái màu đi cùng caro mà 82 thôi. 82 là cái trước. 82 là cái trước. Cái trước đâu, 82 đâu. 82 chốt hết rồi. Rồi, 30 cái màu cho em, 30 có 2 màu nha. 82 em hết nha, 82 hết nè. Đầm caro đen hết rồi nè.
Màu xanh lá và màu hồng ấy chị nha. Màu xanh lá. 30 xanh lá và 30 hồng, 30 xanh và 30 hồng gì? Áo. Áo xanh lá là quần xanh dương. Còn bộ hồng hồng là hồng hồng hết luôn. Áo hồng quần hồng. Áo hồng quần hơi đỏ nhá. 1m652 cân đổ về. 1m55 là 1m6 cân. Comment liền cho em mà 30 cái màu, 30 cái màu cho em. Em chốt cho màu áo nha. 30 xanh và 30 hồng là mới chơi 30 xanh và 30 hồng nha. 30 xanh 30 hồng. Lấy màu nào comment màu đó cho em nha. Rồi em móc kiểu không mấy chị. Một em móc kiểu rất là dễ thương như vậy nha. Rồi em này giá đã 85k lắm chị ơi. Em áo này giá 85k cực kỳ đẹp. Em này cực kỳ xịn luôn. Đằng sau là nó có bao thun như vậy rất là yêu ha mấy chị. Mặt 82 hết rồi mấy chị ơi. 30 xanh. 30 xanh cho Diệp Quỳnh này. 30 xanh cho Diệp Quỳnh. Còn 30 chốt, hồng. Chốt mã nào chắc mà nói cho anh nha Diệp Quỳnh nha. Rồi chị nào lấy màu hồng rút này comment liền cho em. Áo 85k chốt mã 85 nha chị nha. Chốt mã 85 cho em, áo 85k. Chị nào lấy 85 chốt mã 85 cho em. Áo 85k. Chốt mã 85 luôn. Áo 85 chốt mã 85. Cái này có 89 không? Dạ, cái đó có 89k. Dung có dây khóa sau lưng luôn mấy chị nha. 85, áo mã 85 cho Diệp Quỳnh luôn này. Rồi em Dung xinh đẹp. Sắp hết rồi, sắp hết rồi. Một em Dung xinh đẹp nha. Sắp hết rồi, sắp hết rồi. Chị nào lấy Dung này chốt liền cho em mà của nó mà sọc. Mà sọc nha chị, mà sọc cho em. Chốt sọc cho em nha. Lấy sọc, chốt sọc này. Sọc yêu của nó khoảng 70 mấy chị ha. Sọc yêu 70. Sọc yêu 70. Sọc 89k, sọc này 89k ha. Eo 70 comment mà sọc giúp em. Sọc eo 70 89k comment sọc. Comment mà sọc giúp em ha. Mà sọc. Xếp với chị ơi, xếp còn hai màu, xếp theo còn hai màu. Sọc cho chế Kim Anh 620 này. Xếp theo này còn hai màu mấy chị ha. Xếp theo này lưng của nó được cái là co giãn thoải mái. Dễ thương lắm nha. Đây, có quần luôn mấy chị yên tâm. Theo rất là đẹp, có quần. Lại ngồi lên Kim, ngồi lên cục kia nữa rồi. Rồi màu này, chị nào màu này comment đi. Cho đấy. Em là mã của nó là mã số 2. Số cái, 2 cái màu cho cái em nha. Cái set này bao nhiêu cân vừa? Cái set đó lưu bao thun tầm 1m653 cân đổ về, 53-52 á. 53, 52 cân đổ về nha Diệp Quỳnh nha. Còn 1m55 thì khoảng 47 cân đổ về. Cái set em mới đọc là set gì? Set đó mà cái mà sọc có cái mà hai cái màu, hai hồng và hai xanh. Mã số 2 hồng và thứ hai xanh cho em này. À cái xanh khác, cái xanh khác. Cái này bao nhiêu? Cái xanh khác mà hồng đi mấy chị, hai hồng đi. Cái này bao nhiêu? Cái đó 89. Bây giờ không nói sao em biết. 89k. Rồi, hồng cho em trước đi ha. Còn cái xanh là mã khác. Ui, còn cái thấy có cái màu xanh giống vậy mà. Hết rồi, mà hết rồi mà. Hồng, đây hồng này. Hai hồng, mã số 2 hồng cho chế Bích Thạnh nè. Bích Thạnh đuôi 2281 nha. Mã 3 giúp em đi mấy chị. Màu này mã 3 nha. Mã 3. Đây mã 3 màu măng như vậy. Bao nhiêu? Giá màu măng 99, 95. Đây, mã 3 nha. Chị nào lấy mã 3 chứ mã 3 cho em muốn cực dày luôn mấy chị. Mũ cực dày rất là đẹp ha. Lấy 3 chút mà 3 cho em. Mà 3m652 cân đổ về. Ủa giống luôn. Giống như máu hay khác chút. Mà 3m650 cân đổ về. Mấy chị ơi 50 cân đổ về thôi nha. Chút mà 3 cho em. Mà 3m650 cân đổ về. Có mũ cực dày luôn mấy chị. Mũ ngực dày đẹp luôn nha. Chị đã lấy 3 chút 3 cho em. Mà 3m650 cân vừa không mấy chị. Chị Bích Hành vừa không. Chị Hậu Lê vừa không ạ. Hậu Lâm vừa mà mấy 650 cân nha. Lưng của nó co giãn nhưng mà mấy 650 cân thôi. Đầm caro chị Hàng Trần giờ còn đầm caro, caro hết rồi. Rồi, chị nào lấy màu đó chốt liền cho em mà 3, mà 3. Không vừa rồi, em xe lê không vừa. Rồi, chị nào vừa nha, mấy 650 cân ha. Eo 70 thôi. Rồi eo 70 thôi nha. Em xinh đẹp này chị nào lấy chốt cho em mà bi đi. Chốt mà bi giúp em. Đồ của em gửi chưa mà chưa nhận được. Mấy chị ơi em gửi hết rồi á. Nhưng mà mấy chị thông cảm giùm em nha. Tại vì tuần vừa rồi em có thông báo đi thông báo lại á.
Em có thông báo đi thông báo lại mấy lần rồi là bên bưu điện nó giam hàng tới 3 ngày nó mới gửi em mấy chị. Nó gặp sự cố kỹ thuật á. Nó gặp sự cố kỹ thuật cho nên nó giam hàng tới 3 ngày luôn, nó không có đi được đó mấy chị. Ngày vừa rồi là cái khu thành phố Hồ Chí Minh á là hàng bị gửi trễ hết 3 ngày luôn. Nghe mấy chị nha, cho nên hàng mấy chị sẽ bị nhập trễ hơn 3 ngày. Sẽ bị nhập trễ hơn 3 ngày so với bình thường mấy chị nhá. Chứ còn ai em cũng gửi hết á, cứ nhân viên em chốt hàng là em gửi hết. Nhân viên alo cho mấy chị là đều hàng mấy chị đều đi hết rồi nhá. Tại vì em gửi hàng trong ngày, cứ ví dụ như là buổi sáng nhân viên alo cho mấy chị là buổi chiều hàng đi hết. Buổi trưa alo, buổi chiều đi, nói chung là đi trong ngày. Cứ được alo là hàng sẽ được đi ha. Đó, nhưng mà vừa rồi bưu điện nó có vài sự cố á, nó có một chút sự cố á, nó không có cho đi hàng á, nó để vượt dự hàng tới 3 ngày luôn nó mới cho đi. Cho nên mấy chị sẽ bị nhận hàng trễ hơn 3 ngày nha. Rồi cái màu này luôn mà cam, mà bi chứ. Thế nào lấy cái đầm bi này chút mà bi cho em. Mà bi nha mấy chị, chút mà bi. Mà bi 72 độ về. Cái 72 độ về ha. Của em không có. À, anh lộ là sao ta? Ôi này em hỏi mà ba mấy chị có vừa mà sao chẳng ai trả lời ta. Chị Hầu Lâm với chị Bích Hạnh này. Tầm size M, Bích Hạnh vừa không ta? Và chú cái Hầu Lâm đi, mà ba chú cho Hầu Lâm đi. Mà ba là cái xanh gì à? Chú Hầu Lâm đeo nhỏ mà đúng không? Mà ba chú cho Hầu Lâm ha. Rồi mà bi nha em. Mà hai hồng lấy ra Bích Hạnh có rồi mà. Đấy gì mà ba đây đúng ba không? Xanh, ba xanh. Ba xanh cho Hầu Lâm. Ba xanh cho Hầu Lâm nha, mấy mà hai hồng là Bích Hạnh có rồi em nha. Rồi chị nó lấy bi chút mà bi cho em nha, mà bi, chút mà bi tên. Mà bi giúp em ha. Của em không có gì. Thuận Ngọc thì chỉ có gọi cho mấy Thu Ngọc rồi sao với Thuận Ngọc ơi. Chị Thu Ngọc ơi, không gọi cho Thuận Ngọc thì là gọi cho Thu Ngọc nha. Gọi một trong hai. Có gọi rồi đó. Còn bữa nào mà không gọi cho Thu Ngọc thì sẽ gọi cho Thuận Ngọc. Tại vì hai chị đi chung á, cho nên em chỉ gọi một trong hai người thôi. Rồi cái đầm này có quần luôn nha mấy chị. Đầm này có quần trong luôn ha. Đầm hoa cực đẹp đằng sau có bo thun luôn. 1m6 54 cân đổ về. Eo 74 là thoải mái mấy chị nha. Chị đơn cái vàng này chốt cho em, mạng của nó là mạng số 55. Chốt mà 55 giúp em ha. Ok hoàn hảo nha. Mà 55 giúp em nè, mà 55. Chốt 55 giúp em. Vậy ok ok. Cái điện thoại đây cho chị. Đi ngủ đi. Chốt mà 55 giúp em nè. Kèm xin thoại giúp em nha mấy chị ơi, chút 55 cho em nè. Mà 55. 55 giúp em, 1m6 và 52 cân, 54 cân chứ, 54 cân đổ về. Chút mà 55 giúp em. Mà 55 nha mấy chị nhiều ơi. Chút mà 55 giúp em ha. 55. 55 cho em xin 55, 55 là 90k nha. 90k. Mà 55 90k. Chị nào lấy đến 55, chút 55 giúp em. Bé Ngọc Mai xuất hiện rồi kìa. Rồi, cái đầm này hả mấy chị? Mới đi đám về là lên like liền luôn. Linh pin ơi, tùy nha Linh pin. Thường thường là một cái 99k, còn hai cái 95k. Còn cái nào mà nghe em đọc giá mà khác á, thì tức là nó khác giá nha. Ví dụ như cái đầm cam á, đó, đầm cam là 99,95. Còn cái đầm vàng em đọc 90, tức là chỉ có 90k ha. Em lắc đầu luôn. Rồi, chị nào lấy mẫu này comment liền cho em. Nếu mấy chị von lụa hai tầng nha mấy chị. Có dây buộc eo luôn. Cổ là cổ chéo ha mấy chị ha. Cổ chéo như thế này ha, cực kỳ xinh. Cổ chéo rất là đẹp luôn ha. Hai tầng như vậy mềm mại và cực kỳ đẹp nha. Chị nào da trắng trắng mặc màu này xinh lắm. Da trắng màu mặc màu này đẹp lắm nha. Rồi em này eo của nó là khoảng 75. Eo 75 đổ về mấy chị, hai eo 75 đổ về. Chị đâu màu này 85k. Comment mà 85 giúp em. Eo 75 đổ về 85k. Chốt mà 85 giúp em nè. Mà 85. Chốt mà 85 giúp em ha. Mà 85 giúp chị nha. Chốt mà 85 giúp em. Mấy chị ơi comment bàn tay đúng chị. Comment bàn tay nhiệt tình vô ha. Comment bàn tay nhiệt tình vô nha. Rất là nhiều ơi. Rồi bi. Cái dung bi này em còn. Dung bi vàng với chị ha. Vàng với đỏ. Dung bi này còn vàng với đỏ nè. Đây. Dung bi vàng và dung bi đỏ ha. Cùng dài nha chị nha. Cùng dài. Tầm 1m6 thì khoảng 50 54 cân đổ về. 1m55 á, 1m55 á thì tầm khoảng 47-46 cân đổ về ha. Comment cho em mà là
dung vàng và dung đỏ ha mấy chị ha. Dung vàng dung đỏ cho em 95k. Dung vàng dung đỏ cho em. Đây. Dung vàng dung đỏ đằng sau nó bao thun luôn cho nên đảm bảo mấy chị mặc rất là ok. Thoải mái cực kỳ ha. Đây, ok thoải mái luôn. Chị nào eo to to một tí là 74 mình vừa hết nha. Đằng sau có bo thun như vậy mấy chị ha. Rồi chị nào lấy dung này chốt và dung cho em. Rồi dung cho em là dung vàng và dung đỏ nha mấy chị. Dung vàng và dung đỏ nữa mấy chị ơi. Thuốc bao nhiêu? Có bị ngắn đúng không? 95k. Ngắn không? Không phải không? Em không bị đúng không? Chẳng biết. Em đứng lên rồi. Nó biết liền à, đứng lên ơi. Có bị không? Không đúng không? Thì cũng dài dài trên sâu đó. Này mấy 6 thì chắc cũng hơi đủ một xíu, hơi căng. Chắc tầm mấy 58 đổ về thôi. Này chắc tầm 58 đổ về mấy chị ha. 58 bao nhiêu cân? Dung 58. 58 thì cũng 54 cân. 58, 54 cân đổ về là vừa nhá. Còn okay. 40 cân đổ lên ok luôn. Hộp kia là gì vậy chế? Hộp quần chip ấy nha. Hộp quần chip của mấy gọi khách gọi không bắt máy bỏ ra nhá. Ok này, dung vàng cho Lan Đài Lê Thị này. Dung vàng cho Lê Đài Lê Thị. Rồi đây nha mấy chị. Đây là quần chip nha. Quần chip. Sao có ít cái ử vậy? Đây quần chip này. Khách em có khách nhỏ không mà cho nên em ít lên đồ bụng lắm chị ơi. Rồi màu này ha. Hôm nay ta coi ta khách bự đấy. Rồi màu này, chị nào lấy màu này chốt liền cho em mà của nó nè mấy chị. Xét mấy màu, cái xét quần chip này cho mấy chị. Xét quần chip này nè. Đó. Giá 90k. Chị nào lấy chốt cho em mà 90 luôn. Xét chip 90k nhé. Rồi xét chip 90k. Chị nào lấy xét chip 5 cái quần chip này comment cho em mà xét chip nè. Chốt mà xét chip cho em. Dung 1m55 50kg vừa không? Chị dung rồi này. Ở chiếc Mi Hiền mấy em 74, 75 là vừa nha Mi Hiền nhé. Em chiếc 74, 75 là vừa ha. Cầm bên mà chip cho em. Còn cái này là chip 2 mấy chị ha. Hộp chip là chip 2 giá 90k. Cực kỳ đẹp. Chip là chip chất ô tô mấy chị mặc. Chắc là mấy chị nào mặc rồi sẽ biết ha. Chất cực kỳ xịn luôn. Tầm mấy 6, 52 coi đủ về. Chung giá vẫn vậy đúng không? Tầm 95. Đúng 95. Rồi tầm mấy 6, 52 coi đủ về ok mấy chị. Chip cực đẹp ha. Chip. Chip này là gọi điện, khách gọi điện có bóc máy thì còn 3 hộp thôi. Chip su còn không chị? Chip su còn. Còn nha, lại thì Trung Hiếu ơi. 95. Cái này vi sai chị ha, chip 90k cho Bích Hạnh này. Chip 90k cho Bích Hạnh 2281 này. Đây, đưa đây cho anh này nào. Cho Bích Hạnh nha. Chip cho Bích Hạnh, chip. Còn đây là chip 2. Hộp là chip 2 màu mè hơn nhé. 90k, 5 cái của chip chất cô tông. Đây là chip 2 nha, 90k luôn. 5 cái chất cô tông. Chữ quen không? Em còn mấy chip 2 chưa quen đâu. Ủa đấy. Đấy liền. Chip 2 cho Dịch Quỳnh. Từ em. Chip 2 là ai? Chip 2 là cái gì? Chế nào lấy hộp, khi nào chip 1 là cái gì? Chip 1 là cái đang cầm đấy, mới đọc tên rồi đó. Ừ, chip 2 là cái đang cầm. Chip 2 là cái này đấy. Còn chip su à, chế lại thì Trung Hiếu lấy chip su. Ok này, chế lại thì Trung Hiếu một hộp chip su này. Chip 3 cho em, chip 3 là tông màu tím, hồng tím chị ha. Chip 3 là tông hồng tím nhé. Tầm mấy 6, 5, 2 con đổ về á. Đây, tầm size L đổ về với chị ha, ML. Rồi chị nào ơn cái này, chất cô tông nó có giảm thoải mái lắm chứ nhá. Tầm mấy chip 3, chị em chip 3 là tông màu hồng tím nhá. Chip 3 tông hồng tím. Chip 2 cho Diệp Quỳnh này. Chip 3 cho Kim Anh này. Chip 3 cho Kim Anh luôn. Đây là hết hộp chip này ha. Chip này em hết đi. Em qua chip su nhá. Anh ghi, em đọc thì em ghi được cái anh. Không ghi được thì thật như đấy. Anh ghi Bích Thành 2281. Chip 3 là gần cái này 90k hơn. Đúng không? 90k hả? Rồi chip su là 105 mấy chị nhá. Chip su. Chip su 105. Cái này là 2 đúng không? Hay là cái này? 2 là cái đó, còn 3 là cái gần anh hơn. Chơi. 2 cho Diệp. Chip su, chip su thoải mái lắm. Chip su thì 55 cân đổ về luôn. 55 cân đổ về mấy chị. Lưng của nó lưng vừa, không phải lưng ngắn ha. Lưng vừa thoải mái lắm, co giãn lắm chị nha, chiếc này mà đà lắm. Khách nhà em lấy 2 hộp về mặc đà quá. Cái là đặt thêm 6 hộp chuyển khoản luôn ha. Đi hàng mới hôm qua. Đây, cực kỳ đẹp luôn. Mặc cái này về, thế nào nhận về rồi chỉ có mê thôi ha. Nhận về chỉ có mê thôi. Mê liệt luôn á mấy chị ơi, đẹp giả mang. Đẹp lắm. Hộp này có 3 màu, 5 màu mấy chị. Chip 5 su. 5 màu, chip su. Chip su, chế nào lấy chip su, comment chip su lên cho em. Nó chỉ có từng này rồi thôi. Bao nhiêu bao nhiêu? Chip su 105 thì có 5 màu. Chip su 105 nhá, một hộp 5 cái nhá. 5 cái 5 màu. Hộp nào cũng giống nhau hết, không có họa tiết mấy chị ha. Chỉ có một màu thôi. Mà
nó xịn với cái quần chip này. Thật sự chưa có một cái quần chip nào mà nó xịn với cái hộp chip su này luôn á. Em mặc chip su nhiều lắm nhiều rồi không cái em? Gì? Có nhiều không? 20. Rồi. Ok bán đi, chị ok bán. Không đi có cặp mẹ hỏi chứ không? Không. Hỏi lấy chốt rồi sao? Không qua mấy nào. Chốt đi. Rồi, chip su chị. 5 màu. Chip su 105 này, chip su cho lại thị Trung Hiếu 105 mấy chị. Lại thị Trung Hiếu chế nào lấy mấy cái cho men em nha. Chip su là thị Trung Hiếu một cái này. Một hộp. Là một hộp đây, là một. Một phải một cái nha. Hộp 5 cái 105. Một. Hộp 5 cái 105 mấy chị nhá. Chip su. Chip su cho Kim Anh 620 này. Cái này mới thật mặc xù lắm, chế nó mà nhận về rồi em đặt vào mặc xong rồi nhận em tiếp nhưng mà không có hàng. Chip su cho Bích Hạnh 2281 này. Chip su cho Bích Hạnh ha. Không có hàng luôn á mấy chị. Đợt này là còn khoảng chừng 20 hộp thôi là em hết hàng mấy chị ha. Còn khoảng 20 hộp là em hết hàng nha. Chip su cho Huế bé này. Huế bé cho anh lại 3 số đuôi điện thoại nha. Nếu là khách cũ nha, còn khách mới cho anh số điện thoại kèm địa chỉ đầy đủ này. Dạ. Huế bé cho 3 số đuôi bé tại ơi. Tại vì có đợt trước cũng có mấy chị Huế bé là sợ lộ. Có mấy chị Huế bé luôn á, chị Huế bé thì em là địa chỉ nha. Chip su cho Bích Phương, Bích Phương 084 này. Anh ơi. 13 hộp. Có 13 hộp thôi. Chỉ còn có 13 hộp thôi mấy chị ơi. Đi phân phát hết rồi, có 13 rồi. Tiếp su cho Bích Ngân Phạm này. Còn 13 rồi thôi. Mấy chị comment lên, mấy chị nào ơi, mấy chế, lên nhé. Mấy chế khách mới với khách cũ bên nhà em nhé. Chế nào mà nhân viên em chịu khó cho em số điện thoại rồi nhân viên gọi chốt đơn nhớ nghe máy giùm em với nhé mấy chế nhé. Nhiều khi mình muốn giữ đơn thì cũng báo nhân viên để nhân viên biết, nhân viên giữ đơn nhé. Chứ còn gọi không nghe máy là dễ em bên nhân viên em báo hay để riêng ra là dễ bị xả ra lắm nha. Chị đã lấy chip được không ạ? Comment chip cho em có 105 thôi. Em đảm bảo mấy chị là mặc sướng. Em cam kết đảm bảo mặc sướng không được may. Mấy chị hai chip su không được may. Đây, rất là đà luôn mấy chị. Em nói nó mặc nó sướng tê người luôn á. Để cho mấy chị coi bên trong phần lót ha. Để dành cho Tiên một hộp chip su chưa? Cái chiếc để rồi mà phải không ta? Không biết có lấy ra chưa nữa. Mới hôm vừa rồi để có ghi được mà. Rồi ghi được rồi thì phải. Rồi, chị đâu? Coi cho chắc bà ơi. Rồi chế nào lấy su nè, comment su cho em nè. Comment giúp su cho em qua đồ tiếp ha. Tại số lượng nó còn ít lắm, không còn nhiều mấy chị ơi. Số lượng còn rất là ít luôn ha. Ít cực kỳ. Không phải chị Hương Hồ này, Hương Hồ mới hả? Anh Hương Hồ này chốt hàng đua bao nhiêu rồi? Hương Hồ này chốt hàng Hương Hồ bao nhiêu? Hương Hồ này, điểm coi có phải Hương Hồ này không? Hương Hồ này đua em là 2603 nè. Rồi một cái dung nha mấy chị. Cái dung bi cực đẹp luôn cổ yếm. Chị nào lấy cổ yếm chút mà cổ yếm cho em nè. Mà cổ yếm mấy chị ha. Dung cực đẹp luôn nha. Rồi em cô dễ thoải mái. Em này 1m6 khoảng 55 cân ok luôn mấy chị. 1m55 khoảng 50 cân ha. 1m55-50 cân. Comment liền cho em mà của nó là mà cổ yếm 1m55-50 cân bao vừa luôn mấy chị ơi. Comment mà cổ yếm cho em nè. Cô yếm ha. Để nó lấy cô yếm chốt mà cô yếm trên. Cô yếm trên một cục chip. Thì Tiên có ghi tên thì Tiên lại đi. Không biết cái cửa chưa đâu. Thì cứ ghi lại đi rồi nốt là rồi mai hỏi chị bé. Hỏi chị bé soạn chưa. Rồi. Rồi chị Diền Dinh thêm một cục chip su nè. Diền Dinh chốt hôm bữa chốt được mấy hộp rồi ta. Thì Dinh hôm bữa chốt được 2 hộp rồi sao á. Hôm nay một hộp là 3 hộp ha. Chị Hiền Dinh một chiếc xô nè. Cổ yếm em chị, chốt cổ yếm cho em. Cái dung cổ yếm này bao đẹp ha. Dung cổ yếm này bao đẹp. Cổ yếm chốt mà cổ yếm cho em ha mấy chị. Mấy chị ơi, xe live stream nha mấy chị. Xe live stream bằng tay giúp em nha. Xe live stream bằng tay lại giúp em ha. Ít có hôm nay ít được chia sẻ quá à. Công nhận luôn á. Hôm nay ít được chia sẻ cho em. Hello Thanh Hòa, em mới lên hả Hòa. Nãy giờ mới thấy em nè. Chế nào chưa chia sẻ livestream giúp em nha. Chia sẻ livestream giúp em. Chế nào xe livestream hôm nay xe livestream giúp em tổng được trên 100. Tổng được trên 100 chia sẻ thì em sẽ có quà đặc biệt cho người đó nhé. Có quà đặc biệt luôn. Sẽ tặng một em tặng mấy gì tùy chọn. Tặng cho một hộp tấm trắng. Ừ, tặng cho hộp tấm trắng. Chị nào thích, nếu mà thích lấy đồng á thì em sẽ tặng đồng. Còn nếu thích chọn tấm trắng á, em sẽ tặng tấm trắng luôn ha. Tắm vô là trắng, tắm là trắng. Rồi, cho nên mấy chị chia sẻ nhiệt tình cho em. Cứ chế nào không cần chia sẻ nhiều nhất, chỉ cần chia sẻ cho em 100 nhóm trở lên.
là em sẽ tặng một hộp tấm trắng. Còn nếu mà chị nó không thích nhiều tấm trắng có thể tặng một cái đồng tùy chọn. Cái máy trắng nhất. Chip đó mặc nó nhắc vào trong không Thảo. Không nha, Hoàng Kít ơi, chip này mặc sướng lắm. Không biết người ta mặc sao chứ Thảo mặc sướng lắm. Mặc sướng nhất từ trước đến giờ luôn á. Bữa giờ mặc chip chip này là đã nhất luôn á. Khách mà đặt xong mua về xong mặc sướng quá, xong cái đặt một phát 6 hộp nữa luôn. Một mình chỉ mặc luôn á. Chị đặt thêm 6 hộp chị đi dành chị mặc. Rồi mẫu này nha. Cái dung này không biết chị. Cái dung này em có mặc thử ngày hôm qua này rất là đẹp ha. Đây, mẫu dung này em chỉ còn màu trắng thôi. Chỉ còn em màu trắng thôi nhé. Chị là ơn chốt liền cho em mà của nó. Ơn chốt liền cho em nha mấy chị. Ơn chốt liền cho em mặc trắng luôn. Cái dung trắng này 90k. Chị đã lấy chút mặc trắng cho em nha. Mặc trắng thì eo của nó tầm 72 đổ về. 1m6 50 cân nhé. 1m6 50 cân. Còn bên thì mặc trắng cho em nha. Mặc trắng, chốt trắng cho em luôn. Em lấy dung. Bích Phương lấy dung trắng hả Bích Phương? Comment mà trắng cho chế nha Phương ơi. Phương comment mà trắng nha. Lấy dung này comment mà trắng cho chế nha. Rồi. Trắng hết. Rồi comment mà trắng liền cho em không chị? Trắng cho Bích Phương à. Trắng chốt cho Bích Phương nha. Rồi dung hoa. Dung quần dài hoa có bút ngực rất là đẹp với chị nhé. Rồi chế nào lấy cái dung hoa này comment mà hoa cho em. Rồi mà hoa giúp em luôn với chị nha. Mà hoa. Lấy hoa comment mà hoa giúp em nha. Hoa comment hoa cho em luôn. Mà hoa rất là đẹp. Hoa này đặt sau lưng là có cơ dạng luôn ha. 95k. Lấy hoa chút mà hoa cho em. Mà hoa 95k. Hoa quần dài mấy chị dung hoa quần dài nha. Lấy hoa comment mà hoa cho em. Cái dung này bao nhiêu em? Dung 95 hả? 90 hả? Rồi cái màu này có nhiều màu giống chị nha. Màu này có nhiều màu luôn. Đúng không? Đây đẹp dùm màu hồng ra đi. Là một cái dung cúc ngực của áo khoác. Đây áo khoác như thế này. Khoác thể thao không mấy chị? Rất là dễ thương nhé. Đây là một cái khoác. Còn trong đây là một cái dung hoa dung cúc ngực. Bộ này mặc đi với nhau nha chị nha. Bộ này mặc chung với nhau rất là dễ thương luôn. Rồi cái là bộ này. Anh đang đợi hàng về nha nha Diệp Quỳnh nha. Anh mới gửi một đơn mới cho em nhé. Còn đơn cũ để hàng về rồi có gì anh chuyển lại cho nhé. Rồi, chị đợi ngay cái set này comment liền cho em mà của nó mà số 10 đi mấy chị. Số 10 mét 652 cân đổ về nha, comment số 10 cho em. Số 10 gồm có màu hồng, này, màu xanh và màu đen ha. Hồng xanh đen. Hôm nay em lên hàng thiết kế nên form nó nhỏ nhỏ không nha mấy chị. Còn chị nào mà eo to á thì mình mặc cái màu nào mà em dơ lên em không ha. Màu này 1m6 52 cân đổ về thôi. 1m6 mặc 52 cân đổ về. À mét 6 thì sợ mặc ngắn á. Mấy chị ơi, mét 56 thôi nha. Mét 56 đổ về thôi. 1m56 đổ về chút khoảng 10 cái màu cho em ha. 10 cái màu. 1m56 đổ về thôi nha mấy chị. Cầm số 10. 10 cái màu. 10 hồng cho Diệp Loan. Diệp Loan ơi, em nhận được hàng chưa? 10 hồng Diệp Loan, 10 xanh và 10 đen. 10 hồng, 10 xanh và 10 đen cho em. Diệp Loan ơi, Diệp Loan nhận được hàng cho Diệp Loan. Ôi đẹp thế. 10 hồng, 10 xanh và 10 đen cho em nha. Hồng xanh đen. Rồi chị nào lấy xanh chút xanh, đen chút đen cho em. Mờ hả? Sao nó tự nhiên nó bị mờ quá vậy? Không biết. Thua mạng rồi. Mạng yếu quá rồi, rồi FPT thôi. Không phải, không biết thế. Ok, về nha. Rồi, chị nào lấy đen chút mà đen cho em luôn nha. Chút mà đen cho em luôn. Em lấy cái đầm đuôi cá. Rồi cái đầm đuôi cá hả mấy chị? Mười đen cho chị Hiền Dinh nè. Mười đen cho Hiền Dinh. Chị nào lấy cái đầm đuôi cá này comment cho em mà con nó mở vàng nha. Chút bao vàng nhiêu em nhỉ? Bao nhiêu nhỉ? Vàng đuôi cá thì xinh như 76 độ về. Mười đen cho Chắc Ngọc. Chắc Ngọc khách mới cho anh xin địa chỉ số điện thoại mới chốt hàng được em nhé. Chắc Ngọc em đợi một tuần luôn chưa nhận được hàng. Kim An ơi để chú chiếu anh coi lại cho nha. Này có hàng Hồng Kông không chị? Hàng Hồng Kông à? Như cọn như hết Hồng rồi. Hồng Kông là hàng to không có về được á. Hàng Hồng Kông lâu lâu mới có thôi. Tại Hồng Kông nó hơi cao giá cho nên lâu lâu mới có về thôi mấy chị ơi. Rồi mẫu này nha. Nhưng mà mấy chị mắc Hồng Kông quen mấy chị sẽ thấy rất là thích. Hàng Hồng Kông rất là chất. Rồi, chị nào ơn mẫu này comment liền mã vàng cho em này, mét 6 khoảng 55 54 cân đổ về đuôi cá ha. Cái này bao nhiêu em ơi? Xin luôn.
Dạ. Bao nhiêu? Giá thì bao nhiêu? Rồi vàng, chút mà vàng kim, vàng vừa cá thì đẹp. Vàng em 56, em 76, quên yêu quá. Em 76 đúng rồi, em 76. Vàng. Vàng em 76 cho Bích Hạnh 2281 này. Không phải em không có lên đâu chị ơi, mà không có gì. Tại vì đa số hàng thiết kế ăn đông với eo nhỏ không à. Eo toàn 72, 74 thôi. Eo toàn 74 đổ về không à. Chứ không có phong to ha. Mấy chị cứ theo dõi phơi em đi. Ít nữa em mời là về hàng Quảng Châu với cả hàng Hồng Kông thì sẽ có phong to cho mấy chị nhá. Đúng rồi. À, vài bữa nữa em về Hồng Kông với về Quảng Châu thì chỉ có size sẽ có phong to nha. Cho nên mấy chị cứ theo dõi Facebook của em ha. Đó, nhưng mà hôm nay thì em không có phong to, nhưng mà em có đầm len nha, đầm len thì có phong to nha. Chị nào mà to to tí mới lựa đầm len giúp em ha. Chị nào mà to to tí lựa đầm len giúp em. Rồi, em này em 74, cái đen này em 74 với chị ha, cái đen này giá 85k. Chị nào lấy đen chút mà đen giúp em, mà đen, đầm len đen 85k. Đây, chút mà đen giúp em nha, mà đen, comment mà đen giúp em nè, rất là xinh ha. Đen, chút đen giúp em. Rồi đen luôn, mà đen giúp em nha. Mấy 652k đổ về, comment mà đen giúp em nha. Ok. Mà đen 85k. Mà đen 85k này, 1m652 cân đổ về nhá. Dày mà đẹp lắm. Ok, chắc Ngọc có số điện thoại địa chỉ đầy đủ này. Chắc Ngọc có mã, số 10 chân em nhá. Mà đen dày mà đẹp lắm nha. Rồi cái dung này mấy chị ơi, 1m56 đổ về này. Màu vàng, 1m56 đổ về mấy chị nhá. Đây, rất là dễ thương luôn. Chế nào mà mua đồ mà em mình mua đồ để bán á thì nhớ inbox cho em nha. Rồi giá 95k. Chào bà Hồng Kông báo em nha, em thích hàng đó. Ok Diệp Lan nha, cái gì về có hàng anh báo cho nhá. Rồi chị nào lấy cái mẫu này comment liền cho em này. Comment màu vàng cho em ha. Màu vàng, chị nào lấy vàng chốt vàng cho em. Vàng 95k. Vàng dung đẹp lắm. Vàng dung đẹp cực kỳ ha. Sáng da, trắng da đẹp lắm nha. Mà chị nào lấy vàng chốt vàng cho em này, màu vàng ha. Màu vàng, màu vàng cái tí nha. Đen 85k, không ta cái này là đen đúng không? Em ơi. Dạ. Cái này là đen đúng không? Dạ. Đen 85k cho Bích Thành nhé, đúng không? Bích Thành đúng không? Em. Ừ, đen 85k. Ok Kim Anh này. Trời chết. Ok vàng cho Ban Bơ Quỳnh này. Nhớ từ đơn này. Ok nhá, cái gì nhân viên gọi, nhân viên mà gọi cho đơn gì nhắc nhân viên giúp anh nha Kim Anh nhá. Nhớ nhắc nhân viên giúp em nha, chứ chẳng em cũng quên à. Khi mà nhân viên giúp hàng á, chị nào mà em có nợ nần gì á, hay là trừ lại cái gì á, thì mấy chị nhớ nhắc nhân viên giùm em nha. Đây mẫu này, cái caro có túi 2B luôn mấy chị, cực kỳ đẹp nha. Một set caro cho mấy dài này, có túi 2B rất là đẹp luôn. Đây mẫu này nha, chị lấy caro này chốt cho em mà, của nó mã số 33 đi. Chốt mà 33 chị. Chiều 68. Chiều 68, 95. Mà 33. Mà 33 giúp em nha, 33. Xếp 33 chị. Chiều 80, 68. Phong to dễ mua. Chiều 68, 68. Ok mấy chị nhá. Em nào có hàng mà hàng phong to, hàng chung em báo em sẽ báo trước nha. 68. Chiều 68 Hồng Kông với lại Quảng Châu đều có phong to hết. Số 8 nha. Cầm bên nha, số 8 kia. Có dung không? Chỉ có dung nha, chế Bích Thần nha. Cái số 8 thì 1m6 khoảng 50 cân đổ về, 48 cân đổ về á. Rồi, em đầm, ở đây thì em đỏ đi nha. Em đỏ đi, em đỏ xuống hết luôn á. Em xanh kia là em gì nhỉ? Nhớ nói giá. À, hiện tại em đang bán đồng giá 99k một cái, mua từ hai cái còn 95k nên mấy chị nhá. Cái nào mà giá khác là em báo liền nhá. Còn hiện tại em cái nào em lên mà em chưa nói giá là giá như dòng ghim của em nha mấy chị nhá. Em có ghim giá mấy chị. Ok. Rồi. Nhớ cái này còn đỏ, cái này đỏ đúng không? Cái này gì á, quên rồi. Cái này còn đỏ nữa nha. Cái này gì á? Mới bán cái vàng đúng không? Hay không có đồng mà vàng ta? Không biết. Nhớ nhầm. Giờ mới bán cái vàng. Rồi, chế nào ơn cái đồng này, đồng cô tông, đồng ôm mấy chị ha.
Em đi đầm body ôm nhé, đầm ôm. Đây cho chị coi hình để cho dễ hình dung nha. Rồi mẫu này, mẫu này thì nó lấy mẫu này comment liền cho em là số 81 33, đi. 33 là cái gì vậy? Chốt mặt caro đó. Đấy hả? 33 em số 8 đúng không? 33 chị HT Hải Ngân đâu có vừa đâu. Chị HT chốt Hải Ngân eo bự mà. Nó là 81 nha. 81 chị ơi, chế nào mà eo bự muốn chốt ấy. Những cái eo nhỏ là phải chốt chắc chắn là cho chị lấy là cái gì. Em đọc số eo nha. Chứ còn cái này eo 68 chị HT Hải Ngân cũng có vừa nha. Mà 81 95k. Chị nào lấy 81 chốt mà 81 cho em nha. 81 chốt mà 81 cho em. 81 cho chị Hiền Vinh. 81 cho Hiền Vinh ha. 33 33 chị HT Hải Ngân vừa không vừa. Nếu mà muốn lấy ok là lần đầu cho em. Còn không lấy thì chốt cho người khác nha. Dạ dạ. Nếu mà muốn lấy thì ok là lần cho em nha. Còn không lấy thì để em chốt cho người khác nha. Rồi màu này taro này hả mấy chị? Tay bằng lớn nha, đằng sau có một nơ rất là dễ thương như thế này. Zoom nha mấy chị nha, cô đẹp thế. Em zoom rất là xinh luôn, taro đó. Mấy hiền nó mà thấy cái là lên lên. Đây. Nhưng mà phải đẹp quá chứ. Rất là dễ thương ha, hôm nay mặc vô cực kỳ xinh luôn. Hồi đẹp quá. Quần dài nha mấy chị. Hai bên có túi luôn nha mấy chị nha, có túi luôn, rất là xinh. Đặc biệt mặc hết rồi chị Lê Vân ơi. Đặc mặc em chốt rồi á, hết rồi nha. Rồi chị nào lấy cái hồng này chốt cho em mà hồng. Mà hồng này yêu 68 đổ về 1m6 khoảng 48 cân nha. 1m55, 45 cân đổ về. Comment mà hồng cho em luôn. Mà hồng ha. Hồng, chốt mà hồng cho em. Sọc hồng cho em. Mua cho con gái á. Ok nè. Đây 33, chung caro. Mã gì? Mã hồng hoặc sọc hồng đúng không? Dung caro okay. Chị HT Hải Ngân em chốt cho chị HT Hải Ngân mã 33 nha. Rồi, mấy chị ơi, chị nào lấy ship này 1m652 cho đủ về nè. Comment cho em mà số 40. Cái này bao nhiêu em ơi? Chú bảo 40 cho em. Dạ. Dạ không vậy. Hồng, hồng, giúp hồng cho chị Hiền Dinh nè. Quá đẹp. Chú bảo 40 cho em nha mấy chị, chú bảo 40 cho em. Quá đẹp, hàng quá đẹp trong tầm giá. Bố mua 1m652 cân, 1m55 là 1m6 cân mấy chị ha. Cho 40 tiền, 40 xinh quá. Và 40 nha mấy chị, rồi 40. 40 là giá 89k. 40 giá 89k. Chị nào lấy 40 chốt 40 cho em nha. 40 giá 89k. Comment 40 giúp em này. Và 40. Xét còn màu khác không chị? Xét còn màu khác không chị? 40 cho em xem lên nè. Xem còn màu khác này nha. 40 còn một chiếc. Hiền Vinh lấy hồng là cái gì nhỉ? Không còn, tôi dùng hồng. Chúng hồng hả? Hồng là chúng hồng đúng không? Đúng rồi, em dùng. Rồi em dùng này ha. Em dùng này mấy chị, em dùng một màu nha. Em dùng một màu. Con gái chị cao 1m64 nặng 40kg. Wow. Chị có đánh nhầm không? Không, con gái của chị. Không, nhưng mà làm gì cao 1m64 mà nặng 40 cân. Sao mà ổn quá vậy? Ừ, ổn. Chị uống luôn. Bức phạm lấy 40 hả? 40 bức phạm đâu có không mặc vừa đâu em ơi. Trang ơi, tối vô nha Trang. Tối vô Trang vừa mua len ha. Tối chứ tối em lên len ha. Tối lên len vô thì tối. Giờ em đuối không lên rồi. Rồi. Chị đã lấy màu này comment liền cho em mà. Của nó là màu số 2. Số 2 giúp em, số 2 em siêu ha. Số 2 siêu 75k. Số 2 nó hơi dơ đây một xíu, nó bị một chấm hay chấm gì đấy. Siêu 75 luôn đây. Nó bị chấm mờ siêu siêu à. Nhỏ siêu siêu ha. Siêu 75k luôn. Xét hết rồi nha Bích Hành ơi. Chị nó lấy dung chốt vào 75 cho em luôn ha. Dung 75k. Dung 75k nè. Dung 75k một cam đào nha. Như vậy 5k giúp em. Mấy chị ơi, xe like nhiệt tình lấy giúp em nha mấy chị. Ngồi thật thôi nhé. May tối lên like đi, em dưới sụt rồi. Hoài đầm ha. Thích từ đây mà. Ừ, tối lên like, tối giờ đồ thôi. Em dưới em đặt chốt cho. Ok, chơi gì mình chơi cho em thôi đúng không?
không? Ừ, dơ thôi, ngồi dơ thôi. Đúng được. Rồi màu này, màu này bảy lít thơ. 15, 15 là 15 là máy gì vậy chế mi hiền ơi? Thế vừa rồi là zoom nhá, zoom mã số 75, 75K nha. Eo 74 nha mấy chị ơi, 1m6 khoảng 52 cân. 1m6 52 cân. Cầm em mã vàng cho em luôn đi. Mã vàng ha. Chút đầm mã vàng cho em luôn đi. Mã vàng nha chị. 50 ký vừa đúng không anh trai? Cái mét này 50 hiền vừa không? 1m55 50 ký vừa không? Không vừa. Hiền đó hả? Không vừa nha Hiền ơi. Ủa Hiền mùa sáng Hiền tới đây á hả? Không. Mi Hiền. Ờ Mi Hiền. Báo rồi, xeo quá. À, lục nó bỏ đi, em tưởng dơ thì bán được lục bỏ luôn. Lục bỏ luôn á, cái đấy em hủy trơn cái đó đi. Ok, biết phạt, biết rồi, biết bà không biết bé không vừa rồi đâu anh đâu dám chốt đâu. Vàng cho chị ăn kim to nha, không vừa nha Mi Hiền ơi. Mi Hiền 1m55 50kg không vừa nha em ơi. Ok, vàng cho chị ăn kim to, vàng đẹp thế, đâu lọt đâu đâu vậy. Tối lên nó lên với chị ha. Lên nó lên, ví đầm lên. Qua ví đầm lên luôn ha. Rồi, chị nào lấy cái đầm bi này chốt mà bi cho em luôn. Mà bi ha. Bi bèo, bi bèo rất là dễ thương. Ở dưới là đuôi cá như vậy nhắn chị coi. Eo của nó coi dạng luôn, mét 6, 54, 55 cân đổ về ok. Rồi cầm em mà bi cho em. Chốt bi nha, mấy chị nha, mà bi cho em. Đây, mà bi ha, chốt bi giúp em nha. Rồi mà bi này. Chốt mà bi giúp em luôn. Mà bi nè mấy chị ơi, mà bi chứ. Mà bi nha mấy chị ơi. Comment bi nha, mà bi. Bi cho chị Hiền Dinh nè. Bi cho Hiền Dinh. Rồi màu siêu xinh này nha mấy chị. Màu này xinh lắm. Đẹp lắm nha. Xinh lắm đẹp lắm nhưng mà bị dơ chút xíu đây. Về giặt giúp em siêu rẻ nha. Siêu rẻ mấy chị giặt giúp em ha. Cái này dơ giặt ra nha. Rồi em siêu 85k. Dơ giặt ra mấy chị ơi, 99 siêu 85. Comment liền cho em mà của nó là mà 85 nha. Em này tầm 76 độ về á. Em 76 độ về nha mấy chị nha. Em 76 độ về luôn ha. Đầm em mặc em bán rồi nha chị thăm đồ ơi. Rồi chị nào lấy cái này chút mà 85 cho em. Mà 85 nè. Mà 85 thì giờ em sale nè. 85. Mà 85 cho em. Đầm đang mặc hết rồi nha. Rồi mốt rồi chắc đầm em mặc em gửi liên tục quá. Rồi, cái màu này đẹp quá. 89k. 89k. Mét 652 cân đổ về. Chị nào lấy comment mã 20 cho em. Mã 20, 1m6 50 cân đổ về đúng không? Dạ, chốt mã 20, cái này đầm đúng rồi, mã 20. Đúng rồi. 20, 20 nhớ chị ơi, 89k. Lấy 20 chút, 20 giúp em. Mã 20 nhé. Cầm em mặc 20. Không nha chị ơi, đầm em mặc hết rồi chị ơi. Chút mà 20 giúp em nha, cái tình yêu ơi. Mã 20, 89k, 1m6, 50 cân đổ về nha. Áo này mấy chị, áo gọi điện có bắt máy em xả ra giá rẻ ha. Xả ra 69k một chiếc. Chị nào lấy cầm em mặc 69 cho em. 69 đen. Cầm em 69 đen cho em nha. Đó, chất cô tông xịn đẹp. Chất thái mấy chị đẹp lắm. Rồi đây ha, 75k. Rồi khách không bắt máy siêu xả 69 ha. Rồi chị nào lấy chốt mà cho em là mà 69 đêm. 69, 75k hả? 69k. 69, 69k. Dạ, 69k. Chết Việt Nam là bóng bằng một trong người. Hết thiệt rồi. 69k cho Diệp Quần nè. 69k cho Diệp Quần. Đây, màu mèo ha. Chốt màu mèo cho em luôn. Mà mèo, mèo nữa là hết cái gì ha. Đó, khách rồi, khách không bắt máy. Xả ra cái giá có 69.000, quá rẻ luôn. Là comment mà mèo cho em. Chút mèo ha mấy chị, mà mèo cho em. Mèo cực kỳ xinh lắm. Đây, mèo, mèo 69k cực xinh. Mèo 69k. Chị nào lấy chút mà mèo cho em luôn. Bi, bi 6, bi 89k. Bi 89k, chị nói là bi chút mà bi giúp em. Mèo cho Bích Hạnh 2281. Mèo cho Bích Hạnh. Rồi 89k. Thì nó lấy bi, comment mà bi cho em. Bi 89k. Bi này mét 6 và 52 cân đổ về. Comment mà bi ha. Bi giúp em. Bi. Rồi bi luôn ha.
Xuống đi, đi quá đẹp luôn. Đi quá đẹp, 89k. Quá đẹp. Chất lừ luôn mấy chị, chất đẹp hơn nước cốt nữa. Đi, chất đẹp hơn nước cốt ha. Đây bi cầm em mà bi cho em, đẹp hơn nước cốt. Ba bi này, một set bi 89k này. Một bi cho em nhé. Bi, bi với hồng, set hồng này nhắm chị. Set hồng thiết kế, thì chị dễ thương. Thế cái này mấy chị mặc đi chơi đẹp lắm nhé. Đi chơi đẹp lắm. Hồng cho em luôn. Ok, đi sẵn rồi. 89k mà hồng. Hồng 89k, mét 6, 54 cân đổ về. Không, cái này 52 thôi. Mét 6, 52 cân đổ về nhá. Comment mà hồng chứ. Mà hồng, xe like mấy chị ơi. Xe mảnh tay giúp em nha. Xe mảnh tay giúp em mấy chị. Xe nhiệt tình vô ha. Xe mảnh tay nhiệt tình giúp em. Hồng cho chị Hiền Dân này. Dạ vẫn vậy đúng không? Dạ dạ. Hồng cho chị Hiền Dân này. Wow. Có làm gì đẹp không chị? Em đẹp quá. Quá xinh luôn. Tối cho em nhé, tối cho anh sale hết nhé. Có mấy chế đặt đầm không bắt máy, tối nay sale hết luôn này. Không có cái đống gì cho không làm gì em. Cái cọc với cái hai cái thịt khoản ấy. Thì sao không lấy gì hết. Rồi chị nào lấy cái caro này. Comment bằng caro cho em luôn. Caro cho chế Hiền Dân này. Caro cho chế Hiền Dân luôn ha. Caro cho Hiền Dân này. Caro thì Hiền Dân. Caro thì Hiền Dân nha. Đầm nhắm chị. Chị nào lấy cái đầm này comment liền cho em mà có nó mà 17. Mà 17 1m6 52 cân đổ về với chị ha. 1m55 là 46 cân đổ về, comment mà 7 cho em. Chốt mà 7 nhanh tay nhắm chị, chốt mà 7 chút em mà 7. Mã số 7 nè. Mã số 7 mà em đầm nhá. Chỉ 80 chỉ 99k hai cái còn 95 này. 95k. Cầm em mà đầm cho em. Mà đầm 95k. Đầm nhá mấy chị, cầm em mà đầm cho em. Rồi cái dung này, dung 95k này mấy chị. Em nó 7. Mà đầm 7. Mà 7 cho em mấy chị ơi. Mà đầm 7 hay đầm 7 quá đẹp luôn. Rồi, chị đã ứng cái dung này cầm em liền cho em mà dung 95k. Dung này rất là xinh ha. Dung chất nước mưa lụa các chị nha. Dung đùi chất nước mưa lụa. Cực kỳ đẹp. Hai bên tay của nó thì chị cực kỳ xinh luôn. Tầm 1m55 á thì khoảng 46 cân nha. 46-47 cân em 74. Tôi chắc phải 8-9 giờ em mới ra. Mới sớm. Sớm đi dễ. Mới sớm. Ừ chắc là sớm. Rồi chị nó lấy cái can này. Cái can này là 85k. 80k đem chị luôn. Cầm bên mặt cam chị. Chị nào lấy đầm này cầm bên mặt cam dày lắm. Cái này chắc con công dày mình mà co dạng lắm nha. Cầm bên 6-56 con rồi là ok luôn. Bên 6-56 con ok luôn mấy chị nhé. Rồi còn bên 55 thì còn 48 con ha. 48-50 con, 50 con đổ về bên 55. Bên 55-50 con đổ về luôn. Rồi chị đồ mẫu này cầm bên mặt cam cho em này, mặt cam. Dung cho chế Thảo Mai Lưu Thị 673 nè. Chút mà cam chim. Mà cam chim chế mà cam. Mà cam chim luôn. Mà cam hết. Cái này 95 Thảo Mai. Mà cam. Dạ dạ. Mà cam 80k. Rồi mà xanh chim luôn. Chắc cô Tông này xịn lắm nha. Dày. Dày mà đẹp coi vàng thoải mái. Mà cam bao nhiêu bao nhiêu cam bao nhiêu 80k hết cam với xanh. Cam 80k. Cam cho Bích Hạnh này. Xin 80k luôn, chị nào lấy xanh chút Bích Hạnh. Cam cho Bích Hạnh số điện thoại đuôi 2281 này. Mà xanh nha chị. 80k. Mà xanh, chị nào lấy xanh cầm lấy xanh cho em. Xanh cho chị Hiền Dân này. Cái này em còn một xếp này. Cái này còn một xếp, sót một xếp nữa chị. Chị nào lấy cầm lấy nhanh tay với em luôn. Đấy ha. Đây cái này còn sót một xíu thôi nha mấy chị. Cái này cho mấy quần 2 tầng. Rồi em áo này, rất là xinh. Đây, em áo đằng sau cái dây khóa như vậy nha mấy chị nhé. Đằng trước này rất là đẹp ha. Vậy chị đó màu này comment liền mã hồng cho em. Em còn đủ duy nhất một xếp hồng nha. Một xếp hồng này không có chốt. Hồng này hết, kêu hết không có chốt, ai về nó nằm một bên này. Rồi chị nói lấy hồng, chốt mã hồng giúp em nha mấy chị. Comment mã hồng nha. Nhanh tay comment hồng nha mấy chị nhé. Hồng giá 95k. Comment hồng giúp em. Hồng 1m6 50 cân đủ về em 70.
1m55. 1m55 này là 46 con đủ về nhá. Comment hồng cho em, hồng. Tết hồng cho Bích Thành 2281 này. Hồng cho Bích Thành. Hồng chốt cho Bích Thành ha. Bích Thành ơi, em mua bán hay là mua bằng em ơi? Bích Thành bán hay bằng vậy? Bích Thành giá cọc cho em mới đi hàng rồi Bích Thành ha. Bích Thành tối nay bây giờ tí em offline á, Bích Thành cọc liền cho em luôn nha. Bây giờ đến tối cọc liền với em luôn, em dự hàng nha Hạnh nha. Hôm nay là em không có dự hàng được đâu, tại vì Hạnh chốt hơi nhiều á. Khách lẻ em không chơi chút nhiều rồi. Khách xỉ còn khách lẻ mà chút nhiều thì cọc cho em nha. Rồi mộng đây thì nó lấy chút mà sọc cho em chắc có tông cực xịn luôn. Mà sọc giá 70k chị nó lấy cho em mà sọc cho em chứ cô tông được xịt 70k. Sọc cho chị Hiền Dinh chú sọc cho chị Hiền Dinh luôn ha. Và wow, cái đầm này gọn hàng bắt máy à, đầm siêu đẹp này. Cái đầm siêu đẹp hàng Hồng Kông cái gì ha, của chị Diệm nè. Bà mới lên bà chúc hàng dạ, bà lại đi tí gọi cho bà em có chúc gì cho bà không? Có một cái đó của bà, có một cái là 30k thôi, bà ấy kêu không cho ai gọi. À, gọi không mất máy. Gọi hoài, gọi chi diệm hoài không mất máy luôn. Nhân viên mới xả ra, đang tính em lên bán lại. Thực tế thấy khổ tâm nhà em không? Nhiều lúc gọi dữ lắm chứ mà không biết sao mà chứ. Chị cứ bảo là không thích gọi, không thích gửi. Rồi em chả biết làm sao đưa lên cho gọi cho. À, bà cho đồ số cũ. Thì đâu, bấm đồ số mới luôn rồi mà. Bấm đầu xuống mới đúng rồi mà không liên lạc được đúng không? Nó nói không liên lạc được làm sao? Để tí anh kiểm tra lại cái số mà. Rồi em hồng xinh đẹp này cái gì? Đồ mi lăn, đồ mi lăn. Đây, gọi hoài không máy không biết sao mấy chị sắm cái điện thoại á, mà không biết mấy chị làm cái gì luôn á, gọi ngày gọi đêm mà không bắt máy. Nha mấy chị, đây. Sắm cái điện thoại chỉ để coi lại thôi. Sắm điện thoại coi lại một lần xong đi Hồng, luôn. Hồng cho chị Thảo Mai Lưu Thị này. Thảo Mai Lưu Thị yêu tầm 72, Thảo Mai Lưu Thị vừa đúng không? Thì chị ấy chốt hàng mình quen rồi đưa lên làm cái gì? Tên gì đó, chọn tên cho em là cái tên cho anh. Tên là Dung Đăng Thị. Dung Đăng Thị, ok, không gọi không bắt máy. Dung Đăng Thị gọi không bắt máy. Rồi cái set hoa này nha mấy chị. Thì nó lấy set này 89k. Cái đen đó cho chị. Cái đen nào? Cái đen đó là của khách rồi đấy chứ. Nấy chị ấy vô like chị hỏi rồi nên em không em chưa trả được nha chị HT Hải Ngân nhá. Để nó gọi cho mất máy cho chị HT Hải Ngân. Nấy vừa vô like nó rồi đó. Mà mới lên like bảo hỏi đó. Em còn cái tụi còn mất máy. Để tí gọi lại. Rồi màu này nha, cái set này không mấy chị. Thì nó lấy thông đen liền cho em mà. Mà 20. Để em gọi lần nữa mà chị không mất máy là em để cho chị HT Hải Ngân nha, chị HT Hải Ngân. Để cái đó 89. Chị HT Nguyễn Hải Ngân, để tí này em offline gọi cho cái chị đấy. Mà chị đó vẫn không mất máy là em sẽ để cái đó cho chị HT Hải Ngân nha. Có gì em báo cho chị nha. Cho chị Thảo Mai Lưu Thị luôn nè. Xếp 2 cho Thảo Mai Lưu Thị, giá 89k. Ok. HT Hải Ngân tí này. Nhớ giùm em nha, nếu mà chị không mất máy là cái gì em book cho chị. Rồi màu này. Chị nó lấy sọc này. Comment em mà số 22. Ai đầu tiên cho anh ấy coi để bữa sau ăn thế hôm trước coi. Em biết sẵn tiêu một tay rồi. Rồi 85k comment mà 22 cho em. Form body mấy chị ha. Số 22 cho em này 85k. 22 85k. Má 22 85k. 54 cân đủ về. Toàn cắt chốt hàng rồi gọi không nghe máy thôi buồn ghê. 54 cân đủ về ha. Thôi thế thì tặng cho rồi đi. Em tặng cái ship đi nha mấy chị. 22 cho Diệp Quần này 85k. Chế nào có đơn, hôm nay chế nào có đơn em tặng. Giờ còn toàn chế có đơn thôi. Đây, chế nào có đơn rồi á thì comment lên em tặng cái set này nha. Đó, comment nhanh tay nha, em tặng cho người comment thứ 6 đi. Comment mà tặng kèm số điện thoại cho em. Má tặng người, kèm số điện thoại đầy đủ cho em. Tặng cho người comment thứ 6 nha, một set thôi mấy chị. Một set Y70 đủ về ha. Set Y70 đủ về. Má tặng kèm số điện thoại đầy đủ này. Kéo 70-12 á. Tặng kèm số điện thoại đầy đủ cho em. Tặng cho người comment lên thứ 6. Người comment lên thứ 6 giúp em. Tên gì đó? Đoàn Trân. Đoàn Trân. Chắc thì Đoàn. Còn số điện thoại cũng không liên lạc được. Cũng biết sao. Thuê bao. Đoàn Trân thuê bao.
Chị Hiền Dân 1, Tuyệt Lối 2, Diệp Quỳnh 3, Bích Ngân Phạm 4, là Thị Trung Hiếu 5. Còn một chế cuối cùng. Chế Nhật Minh chưa được rồi, chế Nhật Minh tặng tặng rồi. Bích Hạnh nhá, chế Bích Hạnh đuôi 2, 2, 8, 1, 6 này. Chế Nhật Minh mà comment mát tặng cái số điện thoại là đúng rồi. Nếu mà Minh lại comment hai chữ tặng tặng là chưa được này. Hai chữ tặng nó comment lâu hơn là tặng cái số điện thoại á, chế Nhật Minh. Tặng tặng xếp cho chế Bích Hạnh đuôi 2281 nha. Chế này lấy cái đầm vàng này, comment màu vàng cho em. Màu vàng á mấy chế ha. Chúc vàng cho em này, quá đẹp. Màu vàng kèm sinh thải giúp em này. Màu vàng mấy chế ha, chúc vàng. Vàng kèm sinh thải giúp em. 15 hả? Dạ. Vàng bao nhiêu? Vàng, vàng giá 89k. Chúc vàng giúp em. Má vàng 89k này. Má vàng 89k. Vàng 89k. Ok. Mên đồng này đối xong rồi. Hả? Mên mên. Vàng cho chị Hiền Dinh này. Vàng cho Hiền Dinh. Chị Thúy Lân Trương, Thúy Lân Trương comment lên sau rồi. Vàng cho chị Hiền Dinh nha. 89 ngàn đúng không? Chị lấy xích này em 74 đổ về. Dạ dạ. Em 74 đổ về ha mấy chị ha. Chị nó lấy xích này comment cho em mà của nó mà số 6 đi. Wow, mà 6 dễ thương quá. Mà 6 giúp em này. Comment mà 6 kèm điện thoại nha. Em 74 đổ về mấy 652 cân. Comment cho em mà 6. Mà 6 nhé chị ơi, mà 699k. Trời ơi, cái cùng nó đã đi trời, cùng đẹp đi. Mà 6 cho em nha, số 6. Wow, bộ đây còn to không ha? Xe số 6 cho chị Thảo Mai Lưu Thị này. Bảo Hằng Hảo bà ấy nhận đồ xong bà ấy đi vô bà ấy thử đồ. Bảo trời thử mấy đồ, thử từ đầu like đến giờ đến cuối like rồi mà chưa xong hết đồ kìa. Mà số 6 cho chị Thảo Mai Lưu Thị này. Bao nhiêu tiền? 6 cho Thảo Mai Lưu Thị 699k. 99k rồi, 99k, 2 xe 95 đúng không? Dạ dạ đúng rồi, 99k á. Rồi, cái set này mấy chị ơi bán này giờ mà sao nó lâu lâu nó cứ trồi ra. Đây nha, cái set này tổng qua bán giờ là bán mấy chục set luôn đó mấy chị. Thì đầu tiên bỏ chút em nha, là mấy chị biết được hot của nó, rất là đẹp. Đang mua đen, đang mặc rất là xinh ha. 89k set này. Nhắc vào dùm đi. 89k một set này mấy chị ơi. Còn màu đen, màu đỏ. Còn màu đen và màu đen và màu đỏ đô nha. Mã 89 cho em này, 89k đen đỏ đô này. Tấm chín đen, tấm chín đỏ đô. Đen đâu? Đen đây. Tôi lấy cái chốt đen xong rồi em được vào lần. Đen đỏ đô. Đen và đỏ đô cho em. Đen có 2 set, đỏ đô có 2 set. Xanh cô ba có 1 set. Đen đỏ đô xanh cô ba này 89 này. Hồi nãy em mới chốt được đen mít xám rồi. Đen xám và xanh lá cây. Đây, xanh cô ba này. Cái này là một quần, quần nó một màu nhá. Cùng một màu. Xanh cô ba, đỏ đô, xám. Thì nó lấy chốt luôn. Đỏ đô đen xanh xám. Dạ. Đỏ đô đen. Đỏ đô đen nó xanh hết. Đỏ đô đen xanh. Đỏ đô đen 89 nha. 89 cho em nha. Tức mà 89. Cái đầm này xinh lắm chị ơi. Đầm 89k rất là xinh ha. Thì nó lấy đầm này comment cho em mà. Của nó là mà số 24. Thế chút mà 24 cho em. 24 thực hiện luôn luôn. Mà 24 nha mấy chị nha, mà 24 mặc thì thương lắm. Cái này mà đi du lịch là nhất luôn á. Cái này mặc du lịch. Đây mặc đi du lịch rồi thêm cái nón rồi. Cực kỳ dễ thương, đẹp dã man. Rồi cầm đi mà 24 cho em 89k. Nón, mà 24 cái nón mảnh nó đồng đồng hả? Nón tròn tròn tròn. Ờ thì còn tròn tròn đi. Nón tròn tròn cũng được, rất là dễ thương. Rồi comment liền cho em nha, rồi mở đây rồi nè. Nói gì? 24 89k hả? 24 89k. Mà 25 mà 89k. Mà 25 cho em váy có quần nữa chị. Mà 25 cho em váy có quần và em áo rất tốt ha. Rồi em này đi du lịch cũng đẹp nữa. 89k luôn. 24 cho Bích Hạnh này. 25 cho em luôn. Làm Bích Hạnh hồi này có ok không? Nói Bích Hạnh cọc, Bích Hạnh có ok không rồi? Ok thì em thấy không ok thì thôi. Thôi như thế ha, chứ đừng có đặt nhiều ấp. Đây, tại vì luật bên shop em á là đặt nhiều phải cọc á. Chứ đồng ý cọc thì ok dùm em chút tiếp cho tài chế khách mời á. Còn chế không đồng ý cọc thì thôi chứ đừng chốt rồi chứ nha, để cho người khác chốt. Rồi cái này em mới hơi thu nhưng thật mất lần trước được lần sau chứ chế Bích Hạnh nha. Chế Bích Hạnh đừng có buồn á. Rồi cái set này nha mấy chị ơi.
Sếp này thì nó lấy comment lên cho em mà số 25 luôn, sếp quá đẹp ha. Sếp đẹp giả mang luôn mà 25. Comment mà 25 liền cho em ha. Mà 25 cho em. Chốt 25 nha, chị nha, chốt 25 giúp em. Đâu rồi chị Bích Hạnh rồi, ok không? Ok ok lên giùm em nè, ok hả? Ok nhớ ok nha. Ok là nhớ ok giùm em nha. Chị bán hả? Chị bán đồ, nếu mà chị bán đồ á thì trời ơi, chị chỉ comment tí rồi inbox em biết để có gì em chốt hàng em còn chiếc khấu cho ha. Em chốt hàng em còn chiếc khấu cho chế này để chị về bán á. Rồi mẫu này. 25 cho em luôn. 26 luôn mấy chị ơi. Đây 26 cho em luôn. 89 đồng đô. Mà 89 đồng đô, 89 đồng đô này. 89 đồng đô, 89 xanh cho chị Hiền Vinh. 89 đồng đô, 89 xanh. Đồng đô xanh này. 89 đồng đô rồi xanh cho chị Hiền Vinh nha. Cần gì cặp thì thấy hai bên em ok quá trời. Chị mua hoàn toàn chị cặp trước thôi. Đúng rồi, chị khoản trước là càng tốt. Đợi phí xíu. Ok, Bích Thành nha. Rồi, cảm ơn chị. Chị nào vậy ta? Chị Trí Luân Chương. Chị Trí Luân Chương hả? Cảm ơn chị Trí Luân Chương. Rồi màu này, chị đơn màu này comment hình cho em mà. Cô nói là mà số 30. 30 này mét 6 và 52 cân đổ về cho 70. Cho 72 mấy chị ha. Cho 72 comment mà 50 cho em. 50 mấy chị, 50, 2, 50, 95 à 89k luôn mấy chị ơi. 50, 89k sale bằng nắp luôn. 50 hàng thiết kế có mức cực dày mà chỉ có 89k thôi. Thế nào lấy chốt bán chính cho em luôn nhé. Từ sớm về like sớm vậy không hề có thông báo. Hết đồ đẹp rồi, hết đồ đẹp rồi. Chị Thư, mấy chị ơi, mấy chị các bạn với em bật, bật cái đồ xem trước nha để em hướng dẫn mấy chị nè. Đưa em cái điện thoại coi. Đấy. Thôi em cầm mà. Em sẽ hướng dẫn mấy chị nha. Má này má 30 hả em ơi? Dạ, 30, 30. Bao tiền? 89. 30, 89 cho Bích Ngân Phạm này. Đây mấy chị ơi, em sẽ hướng dẫn mấy chị nha. Em không biết cái này có hiệu quả không, nhưng mà mấy chị em cứ hướng dẫn thử, mấy chị thử làm thử coi ha. Coi Facebook nó có thông báo không. Đây nha, cái này là cái dấu á, dấu đây là bạn bè đúng không? Bạn bè thường thường là mình kết bạn ở chế độ mặc định mấy chị ha. Tức là mình theo dõi em ở chế độ mặc định như thế này nha. Bây giờ mấy chị kích vào trong cái phần theo dõi bạn bè rồi, nhưng mà vẫn kích cái phần theo dõi nha. Đó, sau đó là chọn cái chế độ xem trước cho em. Xem trước nha. Đó, mình chuyển sang chế độ xem trước là nó sẽ thành dấu sao như vậy nha mấy chị. Nó thành dấu sao như thế này. Thì em nghĩ là khi mà em đăng bài lên á, Facebook nó sẽ ưu tiên để mà hiện trước nha. Hoặc là khi em livestream á thì Facebook nó sẽ ưu tiên để nó thông báo mấy chị ha. Cái này là em nghĩ thôi. Sorry em. 89k đúng không? Dạ, em báo. Ok, thì già này cho mấy lần luôn mấy. Ở đây nó cũng chẳng báo luôn. Không báo luôn. Nhưng mà kệ, em viết bài nó ưu tiên lên trước để báo mấy chị biết mấy giờ em like cũng được. Để báo mấy giờ like cũng được ha. Khổ tâm quá mà. Em khổ tâm quá mà. Đây, có ai trên đây. Mấy chị ơi, em thử cái này nha, mấy chị share like lên đi. Em thử cái đầm này cho mấy chị coi nha. Đợi một xíu nha. Em thử cái đầm này lên cho mấy chị coi nha. Thử mấy cái cho mấy chị coi xong rồi chắc là offline luôn á. Tắt kia. Tắt kia mấy chị. Ai bán hàng cũng tham nên cũng có ít quá. tại Việt Nam mình đấy chị ơi, không phải tại Facebook đâu. Mấy ông bà Việt Nam đòi chặn Facebook cũng vậy ấy chị. Mấy chế rồi bà xã em tí nha, đang đi thử làm thử mẫu làm mới cho mấy chế nhá. Đợi chút xíu nha mấy chế ơi. Lệ quay lại liền đấy. Mấy chế chấm đấy, xem có còn nhiều người coi không ạ. Chấm lên giúp em ấy ạ. Nguyễn Thị Tú Trân Ngọc Linh đang. Rồi. Cái tay có cổ này thì cổ. Rất ngon như cổ chấp. Đẹp quá. Cái này rất mịt nè, đẹp tuyệt vời. Đi tiệc ha.
Cái này thắt mình rồi mới chị đi tiệc được nha. Cái này thắt cái thắt mình ngọc. Được phải cá được không? Không, thắt mình cá thì đẹp hơn. Cho cái mình có được lá nào vui rồi. Lá hả? Không, ngoài đây có không? Rồi, chị nữ màu đồng này comment cho em mà của nó mà số 20 nha. Chốt mà 20 cho em này. Mịt lá ngoài ngoài ghế hết đi. Chị nào lấy 20 chốt mà 20 giúp em mấy chị ha. Rất là dễ thương luôn. Trắng bung luôn mấy chị. Có lên nó lên không? Lên tối, lên tối lên. Tối nhé chị Mai Trân Chi Cương ơi, tối cho ủng hộ em nha. Tối cho ủng hộ em nha cả nhà ơi. Tối em ráng em lên hết áo len rồi đồng len cứ lên hết luôn cho mấy chị nha. Yêu cô dạng như vậy mấy chị nhá. Yêu cô dạng tầm 1m6 khoảng 50 m6 54 cân đổ về. Còn 1m57 cân á thì 1m55 đi, 1m55 thì khoảng 57 cân đổ về nhá. Đi. Đi. 1m6 54 cân, 1m55 57 cân. 58 cân. 1m6 m6 khoảng 53 cân thôi, 53 52 cân thôi. Còn mét 55 á thì khoảng 48 cân đủ về ha. Em vừa nói mét 55, 57 cân ấy. Hả? Em mới vừa nói mét 55, 57 cân. 48 cân đủ về. Ủa vậy hả? Nói nhầm hả? Sorry mấy chị nha. Rồi mấy chị ơi, chị nào mong màu này comment màu đỏ cho em nha. Màu đỏ đúng không? Chúc đỏ giúp em ha mấy chị, chúc màu đỏ. Chúc màu đỏ giúp em nha. Điểm lên cái chiếc thể thao. Màu đỏ đi mấy chị ơi, chúc màu đỏ cho em. Mấy giờ rồi chị? Chắc tối em lấy về thì khoảng 8 rưỡi em lên nha chị Mai Trân Chi Cương nha. Ủa chị hỏi mấy giờ chị đi sinh nhật là sao? Mấy giờ thì chị còn biết để đi sinh nhật à. Chắc giờ này chế mới đi sinh nhật chắc chế không coi được rồi. Đỏ cho chị Yêu Xê Lê, đỏ cho chị Hiền Dinh. Chị nào lấy đỏ đâu mà comment đỏ lên ha. Rồi màu này, màu đen này nha mấy chị. Màu đen này là một cái đầm. Một cái đầm nha chị ơi, màu đen này giá 60k. Chị nào lấy đầm này comment mà đầm 60 cho em này. Chút mà đầm 60 giúp em ha. 60k. Đầm đỏ. 60 cho em. Đỏ, đầm đỏ. 60 cho em. Má mặc là màu, má mặc là gì? Màu đỏ, màu đỏ, 89k. Đỏ 89k. Đỏ 89k cho Hiền Dinh nè. Đỏ 89k là màu đang mặc ha. Đây. 89k là màu đang mặc mấy chị ha. Rồi, chị nào lấy đỏ comment đỏ lên cho em nha, màu đỏ ha. Rồi mà đen, chị nào lấy đen comment đen cho em, đen là 60k. Đen cô tông 60k nha, chị nào lấy đen chúc mà đen cho em nè. Mà đen 60k nè chị. Chúc đen nha chị nha, chúc mà đen giúp em. Đỏ đen. Hương Nguyễn 20 hả? 20 là gì ta? Hình như cái này 20 đúng không? Màu này 20 hả mấy chị? Màu này 20 thì comment lại mà đỏ cho em đi. Rồi chị nào lấy xám, chút mà xám giùm em nha. Mà xám. Mà xám này mấy 6 50 cân đổ về này. Một mấy 55 khoảng 45 cân nha. Chút mà xám giùm em. Xám múc ngực. Xám có múc ngực dày và rớt vai nha. Rớt vai như thế này rất là xinh ha. Chút xám giúp em này, quá đẹp luôn. Ren phú như vậy xinh cực kỳ ha. Rồi, xám, xám 95k. Chị nào lấy xám, chút mà xám giúp em. Xám 95k. Chút mà xám luôn. Mà xám 95k ha. Chú xám giúp em luôn. Mai Trinh. Mai Trinh khách mới cho anh chị điện thoại địa chỉ để chốt hàng em nhé. Khách mới cho có chốt hàng địa chỉ chưa chốt được hàng em ơi. Cái dung sọc nha mấy chị. Dung sọc 89k. Chị nói là dung sọc. Comment mà sọc cho em. Mà sọc 1m6 50 cân đổ về cho 72 nhé. Comment mà sọc. Ủa? Ủa rồi, mất hả không gì? Comment mà sọc nha mấy chị nha. Comment mà sọc giúp em. Ủa rồi, sợ lắm. Xuyến ha. Xanh. Chị Mai Trinh xanh là cái gì nữa? Xám, xanh. Xám, à xám. Xám chứ có số điện thoại địa chỉ. Eo 70 mặc vừa nha chị nhá. Eo 70 vừa nha Mai Trinh ơi. Cái đó tầm eo 70 luôn đó Mai Trinh. Mặc vừa y luôn ha. Mặc vừa y luôn. Cho ốp tối lên ha. Ốp tối lên tiếp.
mà xám cho chắc ngọc. Chắc ngọc của này có thông tin được không anh? Đúng rồi. Xám cho chắc ngọc này. Xám cho cái chắc ngọc ha. Xám cho chắc ngọc rồi em offline luôn chị ơi. Tối lên ha. Chị nào mà chưa lựa được đồ hay lựa được mới ít đó, tối lên để thứ hai đi đơn mấy chị nha. Tối mấy chị lựa, mấy chị nhớ tối lựa thêm hàng để thứ hai đi đơn nha. Nhớ nha mấy chị. Chị nào mới có ít sản phẩm mấy tối mình lựa thêm để mai đi đơn ha. Ok Mai, ủa Mai Trinh. Ủa chị Mai Trinh cho số điện thoại địa chỉ luôn kìa. Mới chốt cho chắc ngọc xong Mai Trinh là cho thông tin lên hả? Cuối cùng chốt cho ai đây? Anh không biết, không biết tay anh chốt. Mai Trinh ơi, Mai Trinh. Mai Trinh, tại vì hồi này Mai Trinh chưa có thông tin đó, cho nên chưa chốt cho Mai Trinh được. Em chốt cho chị chắc ngọc rồi. Chị Mai Trinh có gì tối lựa cái khác giùm em nha Mai Trinh nha. Mai Trinh chốt hàng cho thành công ha. Rồi em offline đi mấy chị ơi. Offline cái gì tối lên Mai, Mai Trinh tối vô lửa cái khác giùm anh nha em ơi. Chúc mấy chị buổi chiều vui vẻ ha. Gần nhà Uyên em. Chị Mai Trinh ơi, em ở trên Sài Gòn cho nên chị ở dưới Duy Mộc thì em gửi bưu điện cho chị nha. Em gửi bưu điện cho chị nhưng mà chị chưa chốt được. Để cho má tối vô ngồi em sau nha. Vô tối vô ngồi em sau nha. Tối có đầm lên màu trắng mà ba để chị nha. Là đầm nào anh nhỉ? Chế nào. Ok, chị Mai Trinh kim cương đúng không? Đó, cái cho to đó, đó đây kìa. Cái cục đó, đó, cái cục đó đó. Đó. Chị tối qua chị chốt chưa? Chưa hả? Chưa hả? Chốt cho Mai Trinh kim cương một cái đầm len nha. Ai gọi em đó? Của em đây. Tối em đây. Bao nhiêu đây em? Cái này bao nhiêu giờ? Tối tầm 8 giờ nha mấy chị nha, 8 giờ 8 rưỡi nha. Cái đó 95k luôn nè. Ok. Tối tầm 8 giờ 8 rưỡi gì đó em lên nha mấy chị nha. Gọi em gì thế? Chị Thương Huyền Nguyễn, chị chưa có đơn mới mà. Chị chưa có đơn mới sao ấy? Ừ, ok rồi kìa, đưa đây, chốt cho chị Mai Trân Kim Cương cái đầm đen đó nào. Mấy chị ơi, mấy chị tối vô like chia sẻ nhiệt tình giúp em nha. Hôm nay chia sẻ hơi ít á. Hôm nay nó chia sẻ ít xịt à, có 400 à. Mỗi buổi chia sẻ 1000 luôn. Mà hôm nay chia sẻ có 400 ít xịt à. Cái đỏ đô. À, cái đó đó. Ok, cái đó đó. Mắc hả? Đọc là đỏ đô. Ok, cảm ơn em sẽ lê nha. Em offline đây, chúc mấy cháu buổi chiều vui vẻ ha. Hello Mimi. Em off rồi Mimi mới vô hả? Tối vô like nha Mimi ơi. Không phải cái này bán 99 đúng không? Đầm lên. Đầm lên 89. Đầm lên 89, 85 đúng không? Đúng không? Đúng rồi hả chị? Đúng không? Đúng không? Vâng, Diệm ơi, Diệm tối vô xem nha Diệm nha. Tối vô lẩu đồ ai vậy em offline rồi. Tối lên xà kho rồi đi. Đúng không? 89-85 đúng không? Dạ, 89-85. Của chị Mai Trân Kim Cương là 85 nha. Nãy giờ em bận, trời ơi, mình tát bà vô cả 2-3 tiếng đồng hồ giờ mới vô kìa thi Diệm ơi. Tối em lên like em xà kho mấy chị nha. Tối like xà kho trước rồi mới like áo len nha. Giờ mới vô không thấy Thảo hả? Tại vì em không được nhận thông báo mấy chị ơi. Nít bây giờ không được nhận thông báo rồi chắc có khi. À, không biết nick của Giang được nhận thông báo không? Tối nay em like hay nick? Tối nay em like nick em và nick của anh Giang luôn nha mấy chị. Mấy chị nào mà không được, mấy chị ơi kết bạn hết nick Giang Phạm giùm em đi. Cái nick Giang Phạm là cái nick mà em đang ghim ở dưới á mấy chị. Ghim trong ghim ở phía dưới á. Mấy chị kết bạn hết cái nick Giang Phạm giúp em nha. Tối nay em like hai nick ha. Tối nay em sẽ lên like bằng hai nick. Chị nào mà không được nhận thông báo từ nick em á thì mà nhận thông báo từ nick anh Giang á thì vô luôn giùm em nha. Dạ. Để tối em like bằng nick anh Giang thử coi. Like luôn bằng nick anh Giang, like hai nick ha. Nick Bích Thảo với nick Giang Phạm luôn. Nếu mà tối mấy chị mà không nhận được thông báo á bằng nick Giang Phạm luôn thì em cũng bó tay rồi. Chắc lúc đó lập một cái nick hoàn toàn mới like luôn mấy chị kết bạn hết ha. Để em đi đây coi nè. Chị Lê Nguyễn Mai Thi nè, để tổ cái gì em tát tay vô nè. Chị nào chưa kết bạn với Giang Phạm, kết bạn Giang Phạm liền giúp em nha. Để tí em đang status lên. Rồi, chúc mấy chế một buổi chiều vui vẻ. Yêu mấy chế nhiều nha. Em off đây. Có gì thì em đăng status lên, em tap anh Giang vô mấy chế vô kết bạn giùm em nha. Bye bye. Tối có, tối em lên Hồng Ngọc. Bye bye mấy chị nhé.